Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3561, có muốn chút giận hay không? 1. Đây là sau khi đi vào Thượng Thương, lần thứ hai nghe được loại vật này. Đã dùng cái này có thể mua sắm đầy đủ đan dược, nhất định phải tìm được trước, mới có thể chữa khỏi thương thế trên người. Chỉ cần thương thế ổn định, liền có thể hấp thu linh khí trên không, thuế biến thành thiên đạo chân khí, giải quyết tai họa ngầm của đệ tử, chỉ điểm kiếm thuật, đánh vỡ cục diện bây giờ. Huyền Giang Thành, bởi vì quá nhỏ, không có tư cách thành lập thông thần điện, cũng không có địa phương bán ra. Cho nên không thể nào mua được. Thiện Hiểu Thiên nói. Trương Huyền sửng sốt. Mua không được còn nói làm cái gì? Có những phương pháp khác lấy được hay không? Có là có, chỉ bất quá cực kỳ khó khăn. Thiện Hiểu Thiên nói. Hồng Nhạn Thương Hội, thời điểm vừa thành lập, vì mời chào buôn bán, từng lưu lại 10 nan đề, thu hút vô số người tới, đồ vật ban thưởng không giống nhau, một đạo hiếm thấy nhất, chính là thông thần Ngọc Phù. 9 đạo trước mặt đều đã được giải quyết, cái cuối cùng. Bởi vì quá khó, nhiều năm như vậy, đi qua không ít người, nhưng đều không giải quyết được. Dẫn ta nhìn một chút. Trương Huyền nói. Nói thật, thật có thông thần Ngọc Phù, cần mua, hắn nghèo rất mùng tơi, cũng không bỏ ra tiền nổi. Giải quyết vấn đề liền có thể được, đối với hắn mà nói, càng kinh tế. Thiện Hiểu Thiên không biết những biện pháp khác, đành phải gật đầu đồng ý. Hiện tại Trương Huyền thương thế quá nặng, đi bộ cũng khó khăn, chỉ có thể ngồi xe. Đi ước chừng một canh giờ, một cửa hàng đồ sộ xuất hiện ở phía trước, xuống xe ngựa, ở dưới Thiện Hiểu Thiên nâng đỡ, rất mau tới địa phương trả lời vấn đề của Hồng Nhạn Thương Hội. Quả nhiên chất đống không ít người. Có thể miễn phí được thông thần Ngọc Phù, đối với không ít người mà nói, đều có hấp dẫn cực lớn. Ai, lại sai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người 2 tháng tới hơn 10 lần, không có một lần thành công, vẫn là đừng tới đây mất mặt. Ta mất mặt liên quan gì tới ngươi, còn có mặt mũi nói ta, số lần ngươi tới ít hơn ta sao? Cái vấn đề khó khăn này nếu dễ dàng giải quyết như vậy, không có khả năng ở lại chỗ này bao nhiêu năm, cũng xử lý không được. Rất nhanh, không ít người lắc đầu, từng cái tràn đầy mất mát. Nơi này có chút tương tự bức tường nghi vấn khó xử lý lúc trước, trả lời vấn đề, sẽ có được phán xét tiêu chuẩn đối ứng, nguyên nhân chính là như vậy, mới hấp dẫn không ít người đến đây, thử vận khí một chút. Trên đường, thông qua cùng Thiện Hiểu Thiên giao lưu, cũng biết thông thần Ngọc Phù chân quý, mỗi một viên đều giá cả không ít, xem như cường giả cổ thánh muốn mua, đều rất khó làm được. Căn cứ đối phương miêu tả, giá cả cao, cho dù mang không gian giới chỉ tới, bán ra toàn bộ đồ vật bên trong, cũng chưa chắc mua được một cái. Đương nhiên, trải qua giao lưu, cũng có nhận thức sâu hơn đối với Thượng Thương. Sinh mệnh ở Thượng Thương, bởi vì vừa ra đời liền tiếp xúc linh khí như thủy ngân, thể chất càng thêm cường đại, vượt xa nhân loại bình thường ở danh sư đại lục, thậm chí vượt qua cường giả dị linh tộc. Giống như tiền thân, sinh ra liền nắm giữ thực lực thánh vực, trưởng thành không sai biệt lắm liền đi đến thánh vực cửu trọng. Như Thiện Hiểu Thiên, mới thánh vực lục trọng, có thể nói hầu như chú định không có tiền đồ quá lớn. Trước đó Tiết Cầm đến tìm phiền phức, cùng hắn không kém bao nhiêu, đã đạt đến đại thánh tam trọng đại viên mãn, toàn bộ Huyền Giang Thành thế hệ trẻ tuổi, cũng là thiên tài hiếm có. Huyền Giang Thành, chỉ là thành thị không lớn, lệ thuộc Lăng Vân Kiếm Các, cổ thánh đã được cho cường giả tuyệt đối, thành chủ cũng chính là cha của Tiết Cầm, Tiết Diêu, mệnh danh đệ nhất nhân, cũng chỉ giống như Trương Huyền, vừa mới đi đến cổ thánh tứ trọng phá toái hư không sơ kỳ. Cho nên một khi Trương Huyền khôi phục thực lực, nội thành không người có thể ngăn cản. Nhìn một chút dạng đề mục gì, để nhiều người không có cách nào. Như vậy, lắc đầu, ném những tin tức này ra khỏi đầu, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn sang bức tường cách đó không xa. Luyện chế bồi dương đan, cho dù là cấp bậc hoàn mỹ, sau khi dùng cũng sẽ dương lực hung mãnh, không cách nào khống chế. Rất mau nhìn xong, đề mục rất đơn giản, là một loại đan dược đặc thù, vấn đề khi luyện chế bồi dương đan. Bồi dương đan là dược vật thiết yếu của cường giả tu luyện công pháp dương thuộc tính, có thể làm cho người nguyên khí sung mãn, lực lượng cường đại. Dược vật rất tốt, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, dù đi đến cấp bậc hoàn mỹ, sau khi dùng, cũng sẽ để cho người ta dương lực tích tụ, không cách nào phát tiết, nhất định phải tìm nữ tử tháo lửa, nhưng một khi phát tiết, lại tổn thất cực kỳ lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, đan dược này là vấn đề vô số luyện đan sư đều khó giải quyết. Lưu giữ không biết đã bao nhiêu năm, không có người thành công.
Bồi Dương Đan. Xem xong nội dung, Trương Huyền cũng nhíu mày. Danh sư đại lục, đủ loại đan dược, nhìn qua vô số kể, cũng không nghe qua loại thuốc này. Đối phương dường như cũng hiểu không ít người không quá hiểu loại thuốc này, nên lưu lại đan phương cụ thể, cùng thủ đoạn luyện chế. Rất mau thu vào thư viện, một quyển sách xuất hiện. Thì ra là thế. Trương Huyền mỉm cười. Tuy không ít dược vật ở Thượng Thương cùng danh sư đại lục đều không giống nhau, phương thức cùng phương pháp luyện đan cũng không có khả năng so sánh, nhưng thư viện rất ra sức, sau khi xem xét, nhẹ nhõm liền có thể phân biệt ra được, dược liệu cùng trình tự trước mắt, chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất cùng sai lầm. Lão sư, biết vấn đề này giải quyết như thế nào không? Thấy hắn nở nụ cười, Thiện Hiểu Thiên tò mò. Hắn nghiên cứu không biết bao lâu, cũng không có kết quả, chẳng lẽ lão sư chỉ liếc mắt nhìn, liền có đáp án? Xem như biết. Trương Huyền xác định ý nghĩ của hắn. Cái kia, giải quyết như thế nào? Thiện Hiểu Thiên khiếp sợ, nhịn không được nói. Thật ra thì không phức tạp như tưởng tượng, luyện chế Bồi Dương Đan, có dược liệu trước hỏa thảo, chỉ cần đổi dược liệu này thành linh mẫu thảo là được. Trương Huyền hạ giọng giải thích. Linh mẫu thảo, đây là dược vật thuần âm, để ở chỗ này, có thể luyện chế thành Bồi Dương Đan thuộc tính thuần dương. Thiện Hiểu Thiên sửng sốt. Bởi vì quanh năm sinh bệnh, hắn đối với đan dược và dược vật, cũng có nghiên cứu rất sâu, trước hỏa thảo, ở trong rất nhiều dược liệu trước mắt, tuy không quá thu hút, nhưng cũng là đồ vật không thể thiếu luyện chế loại đan dược này, dùng linh mẫu thảo thuộc tính thuần âm thay thế. Không những sẽ không trở thành đan, làm không cẩn thận sẽ còn dương hỏa đốt sạch, từ đó mất đi dược hiệu. Cô âm không sinh, độc dương không dài. Linh mẫu thảo, mặc dù là thuộc tính thuần âm, nhưng cùng chủ dược hỏa hồng hoa, có thể tiến hành trung hòa, ôn nhuận dược tính. Như vậy để cho người ta có cảm giác sức sống tràn trề, sẽ hóa giải dược lực tiêu hao. Trương Huyền nói, âm dương điều phối, ở danh sư đại lục, một ít luyện đan sư cao minh đều có thể làm đến, Huyền Giang thành vậy mà không có người phát hiện, thoạt nhìn nơi này chỉ là tu vi cao hơn, ở chức nghiệp khác còn không phồn hoa bằng danh sư đại lục. Hết chương 3561, chương 3562, có muốn chút giận hay không? 2. Giống như kiếp trước. Võ lực cá nhân không đáng giá nhắc tới, mà ở đây, tùy tiện nói tiết khóa cho con gà, liền có thể để nó vô địch thế giới. Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, điện thoại, internet bao phủ, chỉ từ tin tức giao lưu, so với danh sư đại lục thuận tiện không biết gấp bao nhiêu lần. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Danh sư đại lục, khổng sư mở ra vô số chức nghiệp, phát triển vài vạn năm, sớm đã trưởng thành, hiển nhiên thượng thương ở phương diện này còn xa xa không bằng. Cái này. Thiện Hiểu Thiên còn tràn đầy không hiểu, đang muốn hỏi thăm, liền nghe sau lưng vang lên thanh âm rộn rộn ràng ràng, ngay sau đó một đám người từ bên ngoài đi vào. Đây là ai, thần khí như vậy? Một trung niên nhướng mày. Xuyệt, nói nhỏ chút, đây là cường giả Lăng Vân kiếm các lần này tới thu nhận đệ tử tạp dịch, nghe nói đối với luyện đan có nghiên cứu rất sâu. Một người biết chuyện vội vàng hạ giọng. Cường giả Lăng Vân kiếm các. Vẻ mặt trung niên nói chuyện biến đổi. Thân thể run rẩy, vội vàng đi ra ngoài, tránh ra vị trí. Lăng Vân kiếm các ở Huyền Giang thành có uy tín cực cao, không người dám khiêu chiến uy nghiêm. Trương Huyền quay đầu nhìn lại. Là thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, quần áo màu xám, bộ dạng 24 tuổi, bên hông buộc lấy trường kiếm, hai mắt lóe ra một tia hàn mang, cho người ta một loại cảm giác sát phạt quả quyết. Tuổi tác tuy không lớn, nhưng tu vi vô cùng thâm hậu, giống như hắn thời kỳ toàn thịnh. Cũng đạt tới cổ thánh tầng thứ tư phá toái hư không. Toàn bộ danh sư đại lục, trước đó một vị cường giả loại này cũng không có, ở đây tùy tiện nhìn thấy. Không hổ là thượng thương, quả nhiên đáng sợ. Nàng, đang cảm xúc, chỉ thấy Thiện Hiểu Thiên siết chặt nắm đấm, trong mắt đỏ hoe, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Tiết Cầm trước đó tới tử hôn, bất ngờ đứng ở trong đám người, theo sát sau lưng thanh niên áo xám. Dáng người mỹ lệ chăm chú bọc ở trong váy dài màu tím, cái cổ như thiên nga trắng tinh, đầu hơi nâng lên, mơ hồ mang theo tự hào cùng ngạo khí. Có thể đi theo sau lưng cường giả Lăng Vân kiếm các, chứng minh đã xác định thân phận, ở Huyền Giang thành, cũng coi như triệt để trở nên nổi bật. Loại vấn đề này cũng có thể làm khó các ngươi lâu như vậy. Dừng bước, con mắt thanh niên áo xám nhìn lướt qua vách tường, hừ một tiếng. Đi viết đáp án, trước hỏa thảo đổi thành linh mẫu thảo là được. Được. Phía sau hắn, một thanh niên khác lập tức đi ra, vội vàng đi tới bên tường. Không nghĩ tới tên này cũng nhìn ra vấn đề,
Hơn nữa giống như lão sư nói, Thiện Hiểu Thiên lại không để ý tới tức giận, vẻ mặt lo lắng. Là chúng ta tìm được đáp án trước. Mới vừa rồi còn đang hoài nghi lão sư nói đúng hay không, giờ phút này người Lăng Vân kiếm các tới cũng nói như vậy, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, có điều một khi cho đối phương viết đáp án, thông thần ngọc phù chẳng khác nào rơi vào trong tay đối phương, bọn họ không còn cách nào được. Không còn kịp rồi. Đang muốn xông tới, liền cảm thấy cổ tay siết chặt, bị lão sư kéo. Thiện Hiểu Thiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, thanh niên vừa rồi đã viết xong nội dung, bàn tay ở trên tường nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông! Một đạo ánh sáng màu đỏ lóng lánh phát sáng lên. Đáp đúng. Không hổ là cường giả Lăng Vân kiếm các tới, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Sớm nghe nói cường giả kiếm các đều là nhân vật đứng ở trong mây, tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm các mỗi lần chiêu người đều cực ít, không biết lần này Huyền Giang Thành có thể có mấy người đi qua. Trở thành đệ tử tạp dịch, trở thành ngoại môn, sau đó là nội môn, thân truyền. Hẳn là sẽ không vượt qua ba cái. Trước kia đều là như vậy. Tất cả mọi người đồng thời xôn xao. Nan đề làm khó Huyền Giang Thành mười mấy năm, vậy mà bị đối phương tùy tiện giải quyết. Không hổ là cường giả Lăng Vân kiếm các, không phải tầm thường. Chúc mừng vị đại nhân này, giải quyết nan đề cuối cùng của Hồng Nhạn Thương Hội, đây là ban thưởng. Rất nhanh, trong thương hội, một trung niên cười khanh khách đi ra, hai tay dâng một cái hộp gỗ, phía trên đặt một ngọc bài lớn chừng bàn tay. Phía trên đủ loại phù lục vây quanh, tản mát ra linh khí nồng nặc. Đây là thông thần ngọc phù. Tùy tiện một viên, liền muốn mấy chục vạn thông thần tệ. Đời ta đoán chừng cũng mua không nổi. Mặc dù là tu luyện giả sinh trưởng ở Thượng Thương, nhưng thứ này chỉ lưu truyền ở em trong tay cường giả, toàn bộ Huyền Giang Thành không có mấy cái, không ít người chưa bao giờ thấy qua. Thanh niên áo xám mặt không hề cảm xúc, hai ngón tay cầm lấy ngọc bài, đầu ngón tay vận chuyển chân khí. Trượt một chút, xác định là thật, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ngón tay búng một cái, rơi vào lòng bàn tay Tiết Cầm. Cho ngươi. Tiết Cầm hơi đỏ mặt, hô hấp lập tức tràn đầy gấp rút. Đối phương đưa tặng đồ vật, không chỉ chân quý, quan trọng hơn là chứng minh địa vị cùng thân phận. Có thể đi qua khảo hạch, trở thành đệ tử tạp dịch, đã có thể quang tông diệu tổ, còn đưa tặng đồ vật. Phần vinh dự này, tuyệt đối sẽ để vô số người hâm mộ. Siết chặt thông thần ngọc phù, Tiết Cầm vội vàng khom người. Đa tạ sư huynh. Cảm ơn xong, đang muốn nói mấy câu, đột nhiên thấy được Thiện Hiểu Thiên trong đám người, đôi mắt thanh tú chợt lóe, mấy bước đi tới trước mặt, ánh mắt lộ ra chế nhạo, thấp giọng. Thế nào, người cũng muốn thông thần ngọc phù? Đáng tiếc, đây đã là của ta. Người phải tự biết mình, đồ vật không xứng được, đừng vọng tưởng, như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng thêm mất mát. Muốn nói trước đó. Còn lo lắng từ hôn sẽ ảnh hưởng danh dự của nàng, hiện tại sư huynh của Lăng Vân kiếm các chăm sóc như vậy, nghiễm nhiên đạt đến một cấp độ khác, kẻ trước mắt này, lại đuổi theo thế nào cũng không đạt tới. Đã là người của hai thế giới, còn có cái gì có thể lo lắng do dự? Đương nhiên, nơi này hầu như đều là người của phủ thành chủ, cũng không ai dám truyền tin tức đi. Những tán tu tới tìm vận may kia, chỉ cần cảnh giác đôi câu, tuyệt đối giữ mồm giữ miệng, không dám nói nhiều, huống chi. Thanh âm của nàng không lớn, coi như nhìn thấy, cũng không biết nói thứ gì. Ngươi! Thân thể Thiện Hiểu Thiên cứng nhắc. Lần nữa bị nhục nhã. Hắn là ai? Thanh âm của thanh niên áo xám vang lên. Một người bạn bình thường trước đó. Tiết Cầm lui trở về, khom người đến cùng, thái độ so với Thiện Hiểu Thiên hoàn toàn khác biệt. Đi thôi! Thanh niên áo xám hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, Tiết Cầm theo sát. Lão sư, thật xin lỗi. Thân thể run rẩy, sau một lúc lâu, Thiện Hiểu Thiên xoay người lại, nhìn về phía lão sư, vẻ mặt áy náy. Lão sư nói phương pháp chính xác, nếu không phải vì giải đáp hắn tò mò, viên ngọc phù này, khẳng định đã tới tay. Tiện tay tặng người vật chân quý như vậy, còn để nàng ngoan ngoãn nghe lời. Vị hôn thê này của ngươi, cái gọi là đệ tử tạp dịch, hình như có được, không có hào quang như vậy a. Rõ ràng cái gì? Trương Huyền mỉm cười, nhìn về phía học sinh. Có muốn chút giận hay không? Chút giận. Thiện Hiểu Thiên sững sờ. Đối phương nhiều người như vậy, chỉ bằng bọn họ, làm sao chút giận? Hết chương 3562. Chương 3563. Ngươi sai. Nhìn là tốt rồi. Trương Huyền cười một tiếng, cũng không giải thích, mà trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía trước,
hô. Vị sư huynh Lăng Vân kiếm các này, còn xin dừng bước. Thanh niên áo xám tiến lên lông mày nhíu một cái, xoay người nhìn qua. Khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Vị sư huynh này, người cho đáp án, cũng không chính xác, liền cầm thông thần ngọc phù rời đi như thế, có sai lầm công bằng A. Thanh âm của hắn cực lớn, thanh âm bốn phía lập tức bị đè ép xuống, mọi người cùng nhìn qua, biểu lộ giống như thấy quái vật. Vị này chính là cao thủ Lăng Vân kiếm các, nói thẳng hắn sai. Không muốn sống ư. Thanh niên áo xám cũng nhíu mày, ngừng lại. Thiện Hiểu Thiên, không muốn chết liền quản tốt hạ nhân của ngươi. Khuôn mặt trầm xuống, Tiết Cầm tức đến sắc mặt phát xanh. Vị xác ướp này, chính là trước đó ở thiện gia nói nhảm, bản thân không có chấp nhặt với hắn, không nghĩ tới còn dám ở đây nói chuyện. Hắn không phải hạ nhân, là lão sư của ta. Thiện Hiểu Thiên sốt ruột, dường như lại có chút nói lắp. Lão sư, thiện gia bất kể nói thế nào, cũng được cho uy phong nhất thời, lúc nào sa đọa đến A Miêu A Cẩu gì cũng có thể làm lão sư của các ngươi. Tiết Cầm cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường. Thiện Hiểu Thiên bái ai là thầy, ngươi hẳn không xen vào được. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn làm vị hôn thê của hắn? Trương Huyền cười nhẹ nhàng nhìn qua. Ngươi, thân thể Tiết Cầm cứng đờ. Thấy biểu lộ của nàng, thanh niên áo xám mắt sáng lên, lạnh lùng nhìn về phía xác ướp trước mắt. Ngươi nói đáp án của ta không chính xác. Không sai. Trương Huyền nhìn qua. Có dám đánh cược hay không? Ngươi thua, có thể tùy ý bị xử lý. Cùng ta nói lời như vậy, ngươi rất can đảm. Thanh niên áo xám mặt không hề cảm xúc nhìn qua. Ta muốn biết, cái gọi là lý do không chính xác của ngươi. Không cần lý do, chỉ cần tìm một vị luyện đan sư, đem những dược liệu này phối chế, dựa theo ngươi vừa cho ra đáp án, luyện chế một lần, cuối cùng thành đan, tìm người nuốt, liền sẽ biết kết quả. Trương Huyền nói. Ngươi không tin, sao không tìm người thử một chút? Luyện đan. Thanh niên áo xám nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người bốn phía tuy không nói gì, nhưng từng cái lộ ra biểu lộ nghi ngờ, ngừng một chút, vẫy tay một cái. Tìm luyện đan sư tới. Một thanh niên xoay người đi ra ngoài, thời gian không dài, trung niên cầm thông thần ngọc phù tới, mang theo hai vị luyện đan sư. Dựa theo phương pháp vừa rồi luyện chế. Trung niên dặn dò. Luyện đan sư rất nhanh chuẩn bị xong dược liệu, dựa theo phía trên viết trình tự luyện đan, gia nhập từng loại dược vật, thêm thời điểm trước hỏa thảo, đổi thành linh mẫu thảo. Dược vật vừa tiến vào đan lô, lập tức phát ra thanh âm xì xì, trong đó một vị luyện đan sư không nắm được, đan lô lay động kịch liệt, tại chỗ nổ lô. May mắn có biện pháp bảo vệ, cũng không làm bị thương người. Chẳng qua dù vậy, cũng cực kỳ mạo hiểm, sợ tới mức mọi người toàn bộ lùi về, từng cái trên mặt lo lắng. Vị luyện đan sư thứ hai, thực lực mạnh một ít, khống chế được dược vật phản ứng, sau nửa canh giờ, đan dược ra lò, mặt ngoài nhộn nhạo quang mang, thế mà vận khí vô cùng tốt, không chỉ thành đan, còn đạt đến hoàn mỹ. Rất tốt. Nhìn thấy đan dược, thanh niên áo xám thỏa mãn gật đầu, xoay người nhìn về phía một thanh niên khác cách đó không xa. Người tu luyện dường như là thuần dương công pháp, thử dược lực một chút. Vâng. Há miệng nuốt đan dược xuống, dược lực rất nhanh tan ra, trên mặt thanh niên này lập tức hiện lên ửng hồng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân khí muốn hóa giải dược lực, ai biết càng áp chế bắn ngược càng lợi hại, thời gian nháy mắt, trên đầu toát ra khói mù màu trắng. Không lâu, con mắt bắt đầu ửng hồng, có chút không chống đỡ được. A hát, ta không chịu nổi. Cũng nhịn không được nữa, thanh niên nhảy lên, vọt tới trước mặt một bác gái xem náo nhiệt, đưa tay lôi kéo tới. Tê lạp, quần áo bị xé toang một khối lớn, thanh niên đang muốn xông tới, làm chút sự tình không thể miêu tả, sau gáy tê dần, nhất thời té xỉu trên đất. Thanh niên áo xám của Lăng Vân kiếm các xuất thủ. Gia hỏa này, uống thuốc xong biến thành như vậy. Đã đủ để chứng minh hắn cung cấp đan phương không những không cách nào loại bỏ tai họa ngầm trong bồi dương đan, thậm chí còn ngày càng táo tợn, làm ra sự tình càng khó có thể khống chế hơn. Ta thay đổi phương thuốc, quả thực có chút vấn đề, nhưng ngươi thế nào biết được? Đáp án chính xác là cái gì? Vẻ mặt thanh niên áo xám khó coi, nhìn lại. Nói thật, cái vấn đề khó khăn này, trước khi hắn tới Huyền Giang Thành liền nghe nói, đặc biệt nghiên cứu rất lâu, cũng không phải là mặt ngoài. Liếc mắt nhìn liền giải quyết vấn đề. Sở dĩ làm như vậy, là muốn cho người Huyền Giang Thành xác lập một uy danh mạnh mẽ. Chỉ là không nghĩ tới, uy danh không có xác lập, ngược lại bị người đánh mặt. Tuy không vui,
nhưng cũng không thể nổi giận. Nếu không sẽ chỉ càng mất mặt. Câu trả lời chính xác, rất đơn giản. Trương Huyền cười cười, ở bên tai Thiện Hiểu Thiên nói một câu, người sau vẻ mặt kỳ quái nhìn qua, xác nhận không phải nói đùa, lúc này mới lần nữa đi ra phía trước, gỡ bút lông xuống, rất nhanh viết xong, đưa lên. Đồng dạng hồng quang chiếu rọi. Thanh niên áo xám nhíu mày. Người chịu trách nhiệm kiểm tra ngay ở chỗ này, trực tiếp đọc ra đi. Người phụ trách hồng nhạn thương hội ngay ở chỗ này, lại đi kiếm đáp án có ý nghĩa gì? Không bằng trực tiếp đọc ra, là chính xác hay sai lầm, một biện liền biết. Vâng. Liếc mắt nhìn lão sư, thấy hắn xác nhận, Thiện Hiểu Thiên mới khó xử nói ra đáp án vừa rồi viết. Đổi trước hỏa thảo, thành linh mẫu thảo. Cái này, ta có nghe lầm không? Hình như cùng đáp án của vị cao thủ này giống nhau như đúc. Bốn phía an tĩnh một hồi, nhất thời xôn xao. Con mắt của thanh niên áo xám híp lại, trong ánh mắt để lộ ra sát khí nồng đậm. Ngươi đang đùa ta. Lời thề son sắt nói mình sai, kết quả hắn cũng cầm đáp án tương tự, làm cái gì? Không chỉ mọi người nổi giận, trong đầu Thiện Hiểu Thiên cũng choáng váng, không biết trong hồ lô của lão sư bán loại thuốc gì. Cùng loại cường giả này nói đùa. Sẽ chết người đấy. Người cả nghĩ quá rồi. Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía Thiện Hiểu Thiên. Đằng sau còn có ghi chú, nói tiếp ra đi. À, lúc này Thiện Hiểu Thiên mới gật đầu, nói. Không phải bản địa. Không phải bản địa, có ý tứ gì? Lần này tất cả mọi người đều có chút choáng váng, ngay cả thanh niên áo xám cũng không hiểu. Chẳng lẽ linh mẫu thảo bản địa cùng không phải bản địa, còn có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Bồi dương đan ái này, là tu luyện giả củng cố thuộc tính thuần dương trong cơ thể, nghĩ biện pháp đưa đến hiệu quả càng thêm củng cố, dưới tình huống bình thường, đổi trước hỏa thảo thành linh mẫu thảo, quả thực là cách làm thích hợp nhất, thậm chí ở địa phương khác, luyện chế đan dược như vậy, có thể giải quyết tai họa ngầm trên vách tường nói. Trương Huyền chậm rãi đi về phía trước, đi tới trước mặt lô đỉnh, ngón tay vê một cái, vừa rồi bùng nổ hình thành cặn thuốc, cười nhạt một tiếng. Nhưng mà, ở đây không được. Huyền Giang Thành, lưng tựa Huyền Giang mà đặt tên, con sông này nối thẳng Duyên Hải, chảy không phải nước ngọt, mà là nước mặn. Là dòng sông nước mặn thực sự. Mọi người đồng thời gật đầu. Huyền Giang Thành, tuy không tới gần Duyên Hải, nhưng Huyền Giang cùng biển tương thông, nước mặn chảy xuôi trong đó không thể tưới tiêu, không thể uống, nguyên nhân chính là như vậy. Mặc dù giao thông tiện lợi, nhưng thành thị thủy chung phát triển không nổi, ở trong khu vực Lăng Vân kiếm các thống trị, chỉ tính là thành nhỏ tam lưu. Bởi vì toàn bộ sông đều là nước mặn, bốn phía thành thị tất cả đồng ruộng, đều mang theo vị muối, cây cối sinh trưởng cũng mang theo muối. Lấy những dược liệu luyện đan vừa rồi làm thí dụ, mọi người có thể nhìn một chút, những mẩu vụn thuốc này, cùng cặn thuốc khác có gì khác biệt. Nói xong, Trương Huyền duỗi ra cặn thuốc. Mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy trên ngón tay đen kịt, mang theo một tầng bột phấn màu trắng, tuy rất mỏng, nhưng những người này đều là cao thủ thánh vực trở lên, rất nhẹ nhàng có thể thấy được. Thanh niên áo xám cũng tới bên cạnh cặn thuốc, sờ một cái, đầu ngón tay quả nhiên cũng lưu lại bột phấn màu trắng, dùng đầu lưỡi chạm đến cái, mang theo vị mặn nhàn nhạt. Không sai, đây là muối. Trương Huyền nói tiếp, linh mẫu thảo sinh trưởng ở đầm lầy, hơn nữa thích âm không thích dương. Trong cành lá, bản thân ẩn chứa tính axit nhàn nhạt, vừa tiếp xúc những dược vật khác, lập tức trung hòa, phá hủy thuộc tính âm hàn của bản thân. Như vậy không những không thể trung hòa những dược vật khác mang tới lực lượng nóng này, thậm chí còn bởi vì mất đi trước hỏa thảo, trở nên càng thêm hung mãnh. Cho nên, vừa rồi vị bằng hữu kia mới như vậy. Bởi vì, hắn thực sự đã đợi không kịp. Cái này, còn có chuyện như vậy. Bốn phía xôn xao. Luyện đan mà thôi, cần phải tinh tế như vậy. Thanh niên áo xám cũng không nhịn được sửng sốt. Thật chẳng lẽ là bởi vì cái này. Mấy bước đi tới trước mặt vài cây dược liệu luyện đan còn thừa lại, đầu ngón tay điểm ra, một đạo hỏa diễm thiêu đốt lên, lập tức đốt thành cho bụi, cúi đầu nhìn lại, giống như trước đó, quả thực có muối lưu lại. Luyện đan chi đạo, không thể có bất kỳ sai lầm, một vị thuốc, một trình tự làm việc sai, đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua, vô số dược liệu hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu biết khu vực, đan lô, tâm cảnh thậm chí thủ pháp, đều hẳn là cân nhắc đi vào. Sai chính là sai, ta nghĩ. Vị sư huynh này nếu là người Lăng Vân kiếm các, hẳn là sẽ không đến mức không thừa nhận a. Trương Huyền cười nói. Sai liền sai, ta sẽ thừa nhận. Biết không có cách nào cãi lại,
Thanh niên áo xám vùng ống tay áo, khẽ nói. Ngọc phù này về ngươi. Nói xong cũng không cần thiết cầm phản ứng, bàn tay lắc một cái, ngọc phù trong tay nàng bay về phía Trương Huyền. Ta! Khuôn mặt Tiết Cầm run rẩy, trên mặt đau rát. Vừa được bảo vật, một canh giờ cũng chưa tới, liền. Kết thúc. Vậy ta từ chối thì bất kính. Cất ngọc phù vào trong ngực, Trương Huyền lần nữa nhìn qua, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng, vừa rồi ta nói qua, muốn cùng ngươi đánh cược, người thua, có thể bị tùy ý xử lý. Mặc dù ngươi không có rõ ràng đáp ứng, nhưng cũng không có rõ ràng bác bỏ. Đã như vậy, có phải hay không cho rằng, cá cược hữu hiệu? Sầm mặt lại, thanh niên áo xám cũng không trả lời, mà trong mắt mang theo sát cơ. Không nghĩ tới lại bị một gia hỏa ở địa phương nhỏ âm. Dường như không thấy lửa giận của đối phương, Trương Huyền chỉ Tiết Cầm cách đó không xa. Ta cá cược, rất đơn giản, đánh Tiết Cầm này ba bạt tai là được. Cái gì? Hết chương 3563. Chương 3564. Trò chuyện trên mạng cùng mua sắm qua mạng. Thật bị đánh, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thân thể mềm mại Tiết Cầm của run rẩy, vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh niên áo xám. Sư huynh, tuyệt đối không nên nghe tên này nói bậy, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, không có luyện chế thành đan dược, chưa hẳn chính là câu trả lời chính xác. Lời còn chưa dứt, thanh niên áo xám bỗng nhiên xoay người, liên tục quất tới ba cái tát. Đùng, đùng, đùng. Mỗi một cái, đều vang vọng gian phòng, trong ánh mắt hoảng sợ của nữ hài, làn da nguyên bản vô cùng mịn màng, trong chốc lát sưng đỏ lên. Có thể chứ? Làm xong những chuyện này, thanh niên áo xám chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn qua. Hắn cực kỳ tinh thông luyện đan, lại đặc biệt kiểm tra dược liệu, không cần tiếp tục luyện chế đã rõ ràng, đối phương nói có chính xác hay không. Đã biết đáp án, lại không thừa nhận, mất không chỉ mặt mũi của hắn, càng là Lăng Vân kiếm các. Đánh nàng, chỉ là ta thuận miệng nói, một nữ hài tử, không có hôn ước với ta, lại không đặc biệt chạy tới từ hôn, không tính có thù. Đã như vậy thì thôi, cá cược cũng coi như thực hiện, sư huynh, mời. Trương Huyền khom người. Thanh niên áo xám lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói thêm lời, xoay người rời đi, mọi người đồng loạt đi theo, thanh niên té xỉu cũng có người cõng trên lưng. Vốn định tới biểu diễn năng lực, làm cho cả Huyền Giang thành lòng sinh sợ hãi, không nghĩ tới bị đánh mặt. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Rất đi ra thương hội, quay đầu nhìn về phía nữ hài vẻ mặt sưng đỏ, híp mắt lại. Đó là ai? Sư huynh, người này ta thật không nhận ra. Tiết Cầm run run, vội vàng nói. Ta hỏi vị thiếu niên bị què kia. Thanh niên áo xám nói. Hắn. Vẻ mặt Tiết Cầm trở nên trắng bệch, vội vàng giải thích. Hắn, cùng ta có hôn ước, là lão nhân trong tộc Chỉ Phúc vi hôn. Ở giữa không có cái gì, cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Ngươi hẳn phải biết vì cái gì thu ngươi làm đệ tử tạp dịch chứ. Thanh niên áo xám hừ lạnh, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Đệ tử nội môn, chỉ chú trọng tu luyện, cần phải có người hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Dung nhan của ngươi còn tạm được, hơn nữa thân là xử nữ, tu vi không tệ, để ngươi đi vào kiếm các, là hầu hạ người, thậm chí xem như thị thiếp. Ta biết. Tiết Cầm cúi đầu xuống. Biết là tốt rồi. Thanh niên áo xám khoát tay áo, xoay người đi lên xe ngựa cách đó không xa, nhấc chân đi vào, sau đó âm thanh không có chút nào tình cảm từ bên trong tiếp tục vang lên. Xử lý tốt sự tình, không được truyền đến kiếm các. Còn có gia hỏa vừa rồi kia, đêm nay ta muốn biết lai lịch cùng thân phận của hắn. Ba ngày sau, Lục Vân trưởng lão đi ngang qua nơi đây, ta không hy vọng xuất hiện biến cố không cần thiết. Vâng. Đầu lâu thấp đến trước ngực, Tiết Cầm thở mạnh cũng không dám. Cộc cộc cộc. Xe ngựa đi xa. Lúc này Tiết Cầm mới cảm thấy phía sau lưng tràn đầy mồ hôi, lần nữa nhìn Hồng Nhạn Thương Hội trước mắt, lộ ra sát cơ nồng đậm. Trở về nói cho lão sư, đêm nay động thủ. Sau lưng rất nhiều thanh niên đồng thời gật đầu. Vâng. Cảm ơn lão sư. Thấy Tiết Cầm làm nhục hắn mấy lần, bị ở trước mọi người đánh mặt mũi bầm dập, nói không ra lời, Thiện Hiểu Thiên biết lão sư là vì bản thân, tràn đầy cảm kích. Nếu là học trò ta, đương nhiên sẽ không để ngươi nhận oan ức. Trương Huyền mỉm cười. Được rồi, giúp lão sư tìm gian phòng yên tĩnh, ta muốn thử thông thần ngọc phù này một chút. Vâng. Thiện Hiểu Thiên gật đầu, tìm trung niên nhân trước đó, thời gian không dài, liền an bài một gian tĩnh thất. Đi vào phòng, Trương Huyền nhìn một vòng,
phát hiện bốn phía đều có trận pháp, cực kỳ yên tĩnh, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ngọc phù lấy ra, cầm ở trong lòng bàn tay. Lão sư, ta nghe nói loại thông thần ngọc phù này, cần trình tự đặc biệt mới có thể đi vào trong đó, hơn nữa triệt để kích hoạt cần tiêu phí đánh đổi rất lớn. Thiện Hiểu Thiên lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão sư ở trên ngọc bài liên tục điểm vài cái, ngay sau đó ông một tiếng, ngọc bài lấp lánh ra hào quang sáng chói. Triệt để kích hoạt, một giọt máu tươi tuôn ra, hơi dính ánh sáng, lập tức biến thành hoa văn đặc thù, thời gian nháy mắt khắc sâu vào mi tâm. Thiện Hiểu Thiên ngẩn ngơ. Căn cứ tin tức hắn biết, kích hoạt thông thần ngọc phù, không chỉ cần trình tự đặc biệt, còn cần vô số thông thần tệ, thậm chí cần cao thủ, không nghĩ tới lão sư chỉ thoáng cái, liền hoàn thành kích hoạt nhận chủ, như trước kia làm qua rất nhiều lần. Không để ý tới hắn khiếp sợ, cẩn thận cảm thụ hoa văn đi vào mi tâm, biết không bất kỳ nguy hại gì, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, triệt để thả lỏng tinh thần. Hô! Sau một khắc, ý thức giống như rời đi thân thể, đi vào một không gian đặc thù. Cái này! Cúi đầu nhìn sang, trước mắt là hư ảo, lại như chân thật, cho người ta một loại cảm giác khó mà nói rõ. Chào đón đi vào thông thần điện. Đang kỳ lạ, trên không một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm này! Trương Huyền nhướng mày, thân thể cứng đờ. Thanh âm này, hắn vậy mà nghe qua. Là Khổng Sư. Âm thanh của Khổng Sư. Mặc dù biết Khổng Sư khẳng định tới Thượng Thương, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ liên quan đến thông thần điện, một trong mấy thế lực cường đại nhất Thượng Thương. Chẳng lẽ, thông thần điện, là Khổng Sư sáng tạo? Thiện Hiểu Thiên nói, thông thần điện là mấy ngàn năm trước, một vị siêu cấp cường giả sáng lập, nhưng Khổng Sư đã rời danh sư đại lục mấy vạn năm. Sửng sốt một chút, lông mày Trương Huyền đột nhiên nhảy dựng. Chẳng lẽ, tốc độ thời gian ở Thượng Thương trôi qua, khác biệt danh sư đại lục. Đi tới liền hôn mê, sau đó tỉnh lại gặp được rất nhiều sự tình, cũng không cảm thụ tốc độ thời gian trôi qua chân thực của Thượng Thương. Nói như vậy, tốc độ thời gian nơi này trôi qua, quả thực hoàn toàn khác biệt danh sư đại lục. Những việc này ở trong óc chảy xuôi, thanh âm mới vừa rồi vang lên lần nữa. Ta sáng lập thông thần điện. Chỉ vì tu luyện giả có thể giao lưu tốt hơn, ở đây có thể tùy ý thay đổi dung mạo cùng khí tức, không cần lo lắng người khác phát hiện. Chỉ cần tiêu phí đủ đánh đổi, liền có thể học tập công pháp mình muốn, mà không cần lo lắng có người biết thân phận chân thật của ngươi. Trong thông thần ngọc phù, mỗi người đi vào, đều là lực lượng tương đồng, cấp bậc tương đồng, không tồn tại cao thấp giàu nghèo, cũng có thể bình đẳng giao lưu, chân chính chúng sinh bình đẳng, không cần lo lắng địa vị cùng thực lực chênh lệch. Ta muốn nói chỉ có những thứ này, đi mua sắm, đi giao dịch đồ vật ngươi muốn đi. Âm thanh kết thúc. Nghe xong những lời này, Trương Huyền đã xác định. Chỉ có Khổng Sư mới có loại lòng dạ này, người người bình đẳng, người người như rồng. Vốn cho rằng vài vạn năm sau đến Thượng Thương, tìm tin tức đối phương còn cần tiêu phí không biết bao lâu, không nghĩ tới một cái thông thần ngọc phù là biết. Đè nén kích động trong lòng, Trương Huyền cẩn thận nhớ lại một lần, linh quang chợt lóe. Một ý nghĩ cổ quái bất ngờ từ trong đầu xông ra. Bình đẳng giao lưu, không tính toán họ tên cùng thực lực, cái này không phải là trò chuyện trên mạng cùng mua sắm qua mạng ư. Hết chương 3564. Chương 3565, thi đấu công khai. Kiếp trước trò chuyện trên mạng, mua sắm qua mạng, cách một mặt màn hình liền có thể hoàn thành, thường thường tán gẫu một năm, lão bà gọi không biết bao lâu, cũng không biết đối diện thật ra là một đại hán. Thông thần ngọc phù này nghe rất cường đại, dường như có nguyên lý đồng dạng. Tiến vào bên trong, có thể che giấu dung mạo, nắm giữ thực lực tương đồng người khác, tương đương che giấu thân phận, có khả năng cùng ngươi trò chuyện rất lâu, cũng không biết đối phương là nam hay nữ, thậm chí là cao thủ hay người bình thường. Như vậy cũng được, không còn công danh lợi lộc cùng danh dự quấy nhiễu, không ít người có thể càng thả ra, có lẽ. Đây mới là mục đích lúc trước Khổng Sư sáng chế thứ này. Khổng Sư hữu giáo vô loại, hy vọng trong thiên hạ người người như rồng, nhưng tài nguyên tu luyện nhất định, xuất thân, thiên phú, tài nguyên, kỳ ngộ khác biệt, điểm ấy không thể nào làm được. Sáng lập danh sư đường, tăng cường nhân loại, truyền thụ thiên hạ, phát hiện danh sư đường cũng có công lợi ở bên trong, sáng lập côn hư cảnh, khả năng cũng phát hiện không người có thể làm được chân chính bình đẳng, lúc này mới ở Thượng Thương, sáng chế ra thông thần điện, thông thần ngọc phù. Ở đây... Mất đi thân phận vinh quang trước đó, nắm giữ thân phận cùng lực lượng bình đẳng nhất, tự nhiên cũng công bằng lên. Tinh thần khẽ động, hình dáng trước mắt quả nhiên phát sinh biến hóa, thoạt nhìn càng thêm phổ thông,
lúc này Trương Huyền mới siết chặt nắm đấm, đánh ra một quyền. Trong thông thần ngọc phù quy định lực lượng là thánh vực nhất trọng. Nói cách khác, chỉ cần đi vào nơi này, dù mạnh hơn, cũng chỉ có thể thi triển ra loại lực lượng này. Thích ứng một chút, cảm giác thân thể này không có khác nhau quá nhiều, Trương Huyền đi thẳng về phía trước, một lát sau một cung điện to lớn xuất hiện ở phía trước. Tinh Diệu Thành, Thông Thần Điện. Tinh Diệu Thành là thành trấn nhị lưu, Huyền Giang Thành vừa vặn về nó quản lý. Thiện Hiểu Thiên giới thiệu, nhớ lại một chút, Trương Huyền mỉm cười. Xem ra, đây là mạng máy tính cục bộ. Địa phương có Thông Thần Điện, mới có thể quản lý Thông Thần Ngọc Phù, Huyền Giang Thành không có, nơi này cho dù có Ngọc Phù, cũng chỉ có thể đi vào Tinh Diệu Thành cao hơn một cấp. Đẩy cửa đi vào, dòng người cuồn cuộn. Quả nhiên giống như trò chuyện trên mạng, tuy dung mạo, dáng người mỗi người không giống nhau, nhưng lực lượng hoàn toàn bằng nhau. Không ít người, thực tế khu vực cách nhau cực xa, nhưng ngồi cùng một chỗ, thảo luận tu luyện, thậm chí trò chuyện buôn bán. Đi vào Ngọc Phù, tin tức cộng hưởng, tốc độ giao lưu cũng tăng nhanh không ít, đã theo kịp kiếp trước bùng nổ thông tin. Tò mò một hồi, biết chữa thương trọng yếu nhất, Trương Huyền đi tới trước quầy Thông Thần Điện, gọi nhân viên phục vụ. Các ngươi nơi này, có đan dược chữa thương không, ta muốn mua sắm một viên. Không biết vị công tử này muốn mua dược vật cấp bậc gì. Nhân viên phục vụ là thanh niên y phục thống nhất, dung mạo có chút anh tuấn, đương nhiên, đây không phải dung mạo vốn có của hắn, giống như kiếp trước lên mạng, rất nhiều người đều ưa thích dùng ảnh chụp của Ngô Ngạn Tổ, hoặc một ảnh chụp đẹp làm ảnh chân dung. Có thể chữa trị thương thế của cảnh giới phá toái hư không? Trương Huyền nói. Trên đường đặc biệt hỏi qua Thiện Hiểu Thiên, Thượng Thương, Cổ Thánh cũng có 4 cấp bậc, tên tương đồng, còn cấp bậc cao hơn, hắn không có tư cách tiếp xúc liền không biết được. Có Bạch Mộc Đan cùng Thanh Dương Đan. Thanh niên nói, sau đó đưa tới 2 loại đan dược. Mở bình ngọc ra, Trương Huyền lần lượt liếc mắt nhìn, nhịn không được khen ngợi. Biết rõ nơi này là hư ảo. Nhưng trong đó linh khí cùng dược lực đan dược, coi như rõ rõ ràng ràng, hình như chân thực tồn tại. 2 loại đan dược, trước đó chưa từng nghe qua, không biết loại nào đối với thương thế của ta, tác dụng càng lớn. Thượng Thương cùng Danh Sư Đại Lục dù sao cũng là 2 thế giới, hệ thống đan dược cũng khác biệt, 2 loại thuốc, đều chưa bao giờ thấy qua, hiệu quả trị liệu thế nào cũng không rõ ràng, đang muốn cẩn thận hỏi thăm, đột nhiên trong lòng toát ra một ý nghĩ, ngón tay nhìn không được đụng chạm qua. Thiếu hụt. Phu hồn có thể sử dụng thư viện, nơi này có thể sử dụng hay không? Ông. Tinh thần khẽ động, quả nhiên cảm thấy trong đầu đung đưa, ngay sau đó một quyển sách xuất hiện. Quả nhiên. Không nghĩ tới thật có thể dùng, con mắt Trương Huyền sáng lên, cúi đầu nhìn lại. Tuy những đan dược này là giả, nhưng thư viện dường như có thể thích ứng hoàn cảnh trong Thông Thần Ngọc Phù, tự động đưa vào dược vật chân chính, thời gian nháy mắt, liền viết xuống dược vật thiếu hụt cùng sách giới thiệu. Bạch Mộc Đan lấy Bạch Mộc Thảo là tài liệu chủ yếu, đối với linh hồn cảnh giới phá toái hư không bị thương, có trợ giúp cực lớn. Thanh Dương Đan lấy Thánh Thú Huyết làm nguyên liệu, đối với thân thể khôi phục cùng chân khí khôi phục, có hiệu quả rất tốt. Ta bị thương là thân thể cùng chân khí, linh hồn còn tốt, lựa chọn Thanh Dương Đan đi. Rất nhanh làm ra quyết định, Trương Huyền nói cho phục vụ viên trước mắt. Thanh Dương Đan, 20000 thông thần tệ một viên, không biết công tử thanh toán thế nào. Có thông thần thẻ không? Phục vụ viên mỉm cười. 20000. Trương Huyền nhíu mày. Hắn một viên thông thần tệ cũng không có, thông thần thẻ là cái gì cũng không rõ ràng, làm sao thanh toán? Tỉnh táo lại, tiếp cận 2 canh giờ, biết giá trị mua sắm của thông thần tệ, hiện nay phủ đệ Thiện Hiểu Thiên cư trú, toàn bộ bán đi, giá trị nhiều nhất 5000 thông thần tệ, đổi lấy 1/4 của viên đan dược này. Lại phải kiếm tiền. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Tràn đầy đau đầu. Trước đó ở Danh Sư Đại Lục, tài sản còn cao hơn một gia tộc, một thế lực, đến nơi này, lại khôi phục như trước kia, suy nghĩ một chút liền cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc trước ở Thiên Huyền Vương Quốc, vì giải quyết vấn đề thể chất cho đám người Triệu Nhã, ngụy trang thành Dương Sư, chỉ điểm, chữa bệnh cho người khác, chẳng lẽ đến Thượng Thương, lại phải như vậy. Cũng phải ngụy trang ra một thân phận mới, dùng để kiếm lấy thông thần tệ. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm. Là người cực kỳ khiêm tốn, không thích nhất chính là trang bức. Tràn đầy bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía phục vụ viên. Xin hỏi, nơi này có con đường kiếm tiền nào không, có thể kiếm tiền nhanh một chút? Kiếm tiền? Nghe nói như thế,
Phục vụ viên ý thức được vị trước mắt này khả năng mua không nổi đan dược, tuy trên mặt không có biểu hiện ra dị thường, nhưng trong ánh mắt lại không có nhiệt tình như vừa rồi. Vừa mở miệng hỏi đan dược giá trị 2 vạn, còn tưởng rằng là người giàu có, không nghĩ tới là người nghèo rất mồng tơi. Kiếm tiền nhanh nhất chính là đánh thi đấu công khai. Dựa theo buổi diễn điệp ra, trận đầu 100 thông thần tệ, chiến thắng không xuống đài, tiếp tục trận thứ 2 mà nói, điệp ra đến 200, trận thứ 3 400, tóm lại, chỉ cần bất bại, trận tiếp theo sẽ gấp 2 trận trước. Phục vụ viên thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể kiên trì 8 chàng bất bại mà nói, hẳn là có thể lấy đủ tiền đan dược. Cái này, người vào thông thần điện, tu vi không phải đều giống nhau ư. Thi đấu công khai lại là cái gì? Trương Huyền sửng sốt. Nhân vật nơi này thuộc tính toàn bộ tương đồng, tỉ thí có ý nghĩa gì? Coi như so, thắng bại cũng từng người 50% a. Tu vi là đồng dạng, lượng chân khí cũng tương đồng, nhưng mỗi người cảm ngộ tu vi khác biệt, phương thức chiến đấu khác biệt, lúc chiến đấu phản ứng cũng khác biệt, cấp bậc tương đồng, thực lực tương đồng dạng sẽ phân ra thắng bại. Bình thường tu vi càng cao, chiến thắng lại càng lớn. Thánh vực nhất trọng phổ thông, có thể đánh qua cường giả cổ thánh điều khiển tu vi thánh vực nhất trọng sao? Thấy đối phương ngay cả vấn đề này cũng không hiểu, trong giọng nói của phục vụ viên hơi không kiên nhẫn. Cái này, Trương Huyền sửng sốt. Đúng a, tuy tu vi tương đồng, nhưng đối với lý giải cùng ý thức chiến đấu, là hoàn toàn khác biệt. Tu vi càng cao, lĩnh ngộ chiến đấu càng cao, cùng cấp bậc khẳng định càng mạnh, tiến hành loại tỉ thí này càng chiếm tiện nghi. Tỉ thí ở đâu, hiện tại ta liền báo danh. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền nói. Nơi này liền có thể báo danh, chẳng qua sớm nhắc nhở ngươi một câu, chiến thắng khác biệt, đối thủ cũng không giống nhau, chiến thắng nhiều, đối thủ cũng giống như thế. Thấy đối phương là cái gì cũng không biết, phục vụ viên nhắc nhở. Trương Huyền gật đầu. Vậy thì giống như trò chơi kiếp trước, ngươi là vương giả, xứng đôi cho dù không phải vương giả, hẳn cũng không kém nhiều, cho cái đồng đội heo, mạnh hơn cũng sẽ không có cách nào. Bất quá, bất kể hắn là vương giả, chí tôn gì, chỉ cần là cùng cấp bậc. Tới nhiều hơn nữa cũng phải quỳ. Thư viện có thể dùng ở đây, người mạnh hơn, đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ưu thế nào. Vậy thì tốt, giao phí báo danh đi. Một trận 500 thông thần tệ. Phục vụ viên nói. 500. Trương Huyền nhíu mày. Làm sao đắt như thế? Loại tỷ đấu này, thông thần điện không chỉ cung cấp sân bãi, còn phải ghi chép, truyền tình huống chiến đấu ra ngoài, để cho tất cả mọi người quan sát. Mỗi một dạng, đều cần tiêu phí, tự nhiên phải thu phí. Thanh niên nói. Nhưng ta, không có 500, có thể tìm cái gì thế chấp hay không? Hoặc là, ngươi cho ta mượn, chờ ta đánh thắng sẽ trả gấp đôi. Trương Huyền vò đầu. Một phân tiền làm khó anh hùng a. Trương Sư ở danh sư đại lục, nhân vật giống như thần, vô số người ngưỡng mộ, ở đây. Ngay cả 500 thông thần tệ cũng không bỏ ra nổi, còn muốn mượn. Truyền đi, quả thực quá mất mặt. Không có thì đừng tham gia. Thanh niên lắc đầu, lại không cách nào khắc chế coi thường trong mắt. 500 cũng không bỏ ra nổi ra, liền muốn mua đan dược giá trị 2 vạn, càng muốn đi tỉ thí. Chỗ nào xuất hiện ra hỏa vô tri a? Còn vay tiền, nhận cũng không nhận ra, ở đây tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau, làm sao có thể? Cái kia, thông thần ngọc phù của ta giá trị hẳn vượt qua 500 thông thần tệ a, coi đây là thế chấp, vay mượn 500, có thể chứ? Nhìn ra đối phương khinh miệt, đầy mặt bất đắc dĩ, Trương Huyền nói. Thông thần ngọc phù là thông thần điện bán ra, khẳng định có thể thế chấp, hơn nữa buôn bán. Cái này có thể, có điều ngươi phải rõ ràng, một khi thua, trong 3 ngày trả không nổi, thông thần ngọc phù ngươi sử dụng sẽ bị phong tỏa, triệt để mất đi tác dụng. Thanh niên nói. Thông thần điện có thể viễn trình phong bế thông thần ngọc phù, giống như công ty điện tín, có thể cắt internet nhà ngươi vậy. Trương Huyền gật đầu. Thấy hắn đồng ý, thanh niên không nói thêm lời, rất nhanh bắt tay vào làm xử lý, thời gian không dài, một cái thẻ đưa tới. Đây là thông thần thẻ của ngươi, bên trong có 500 thông thần tệ ngươi vay mượn. Chỉ cần báo danh tiến hành tỉ thí, tiền sẽ tự động khấu trừ, chiến thắng, ban thưởng cũng sẽ tự động đưa vào, không cần bận tâm. Thấy thuận tiện như thế, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, cất kỹ thẻ, nhấc chân đi tới chỗ thi đấu công khai. Hết chương 3565. Chương 3566. Ta tên Thiên Nhai. Thực chiến mãi mãi là phương pháp để tu vi tiến bộ nhanh nhất, vô
vô luận là ở cũng giống nhau. Thực chiến bình thường, rất dễ dàng tử vong, bị thương, mà ở đây, không dính dáng những vấn đề này, nguyên nhân chính là như vậy, thi đấu công khai ở trong thông thần ngọc phù, vĩnh viễn là hạng mục mà tu luyện giả thích nhất. Còn chưa tới trước mặt, liền thấy vô số người tụ cùng một chỗ, nhìn màn hình thạch anh to lớn trước mắt, từng cái tràn đầy kích động. Trong đó hai bóng người đang giao chiến. Tu vi đều chỉ có thánh vực nhất trọng, nhưng võ kỹ cùng chiêu số không giống nhau, đánh hừng hực khí thế, đều hiện ra lực khống chế cực mạnh đối võ kỹ cùng chiến đấu. Mục Phong đã liên tục thắng 5 chàng, thật lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, hắn khống chế võ kỹ quả thực nghe rợn cả người, mỗi một chiêu, tính toán chuẩn xác không sai, quá cường đại. Ta khẳng định không phải đối thủ. Nhìn hắn chiến đấu, có thể học tập không ít kỹ xảo, thực lực của mình cũng tăng thêm không ít. Nghị luận ầm ĩ. Thông thần ngọc phù, sở dĩ có thể để cho vô số người đổ xô tới, không chỉ bởi vì có thể để người ta không cần sợ hãi bị thương chiến đấu, cũng có thể quan sát quá trình chiến đấu của người khác, từ đó có càng nhiều lĩnh ngộ. Trương Huyền cũng không sốt ruột báo danh, mà nhìn song phương chiến đấu một hồi, nhịn không được gật đầu. Thánh vực nhất trọng, có thể thi triển ra võ kỹ có hạn, song phương chiến đấu, xem ai nắm chắc thời cơ càng thêm tinh tế, vận dụng chiêu số càng thêm quả quyết cùng lăng lệ. Hiểu rõ không ít, Trương Huyền đi tới chỗ ghi danh, đưa thẻ tới. Tên là gì, ngoại hiệu cũng được. Chịu trách nhiệm an bài tranh tài là một nữ tử 20 tuổi, hỏi. Ngoại hiệu. Trương Huyền suy tư. Loại tranh tài này, khẳng định cần tên hoặc ngoại hiệu, nếu không hai bên quyết đấu, cũng không biết là ai, liền không có ý nghĩa gì. Đã dùng thông thần ngọc phù, có thể giấu giếm thân phận, gọi Trương Huyền khẳng định không được. Giống như lấy nickname kiếp trước. Nào có ai ngốc đến dùng tên thật? Dương Huyền, Tôn Cường, Huyền Trương, Lạc Thiên Nhai. Trước lấy tên giả từng cái chảy xuôi trong đầu, một lát sau, Trương Huyền gật đầu. Liền gọi ta, Thiên Nhai đi. Thiên Nhai. Nữ tử gật đầu, ở trong sách vở trước mắt, rất nhanh viết xuống cái tên này. Thời gian không dài, tỉ thí liền được an bài. Thiên Nhai, đối chiến Mặc Hành giả. Kèm theo la lên, Trương Huyền đi đến đài tỉ thí. Là khu vực hình tròn, bốn phía đều bị màn hình thạch anh to lớn phong tỏa, đi qua màn hình, mọi người phía ngoài có thể nhìn thấy tình huống cặn kẽ bên trong. Đối thủ của hắn, là một trung niên nhân dáng người nhỏ gầy, mặc dù lực lượng cùng tu vi giống nhau, nhưng cho người ta một loại áp bức mạnh mẽ. Vị Mặc Hành giả này ta biết, mặc dù lần đầu tiên tham gia thi đấu công khai, chưa từng có chiến đấu qua, nhưng thực lực cực mạnh. Đúng vậy, vừa rồi ta cùng hắn tán gẫu, thậm chí còn lặng lẽ so tài. Bất luận phản ứng hay tốc độ động thủ đều cực mạnh, thực lực bản thân, chỉ sợ ít nhất là phá toái hư không trung kỳ. Mạnh như vậy, xem ra cũng không phải hạng người yên lặng vô danh a hát. Cao thủ như thế, trận chiến đấu này nên nhìn, cũng không biết Thiên Nhai đối diện có lợi hại hay không. Nghe cái tên liền rất áp chế, hẳn là rất yếu. Đúng vậy, Thiên Nhai, Nhai cọng lông. Trong thông thần ngọc phù, mặc dù không biết thân phận chân thật, nhưng trong giao lưu, thực lực mạnh yếu, địa vị cao thấp, chỉ cần không tận lực giấu giếm, còn có thể cảm thấy được. Người gặp qua Mặc Hành giả đều biết, là một vị cường giả không kém. Cho nên gia hỏa đối diện kia, khẳng định muốn xui xẻo. Bắt đầu đi. Lạnh lùng thanh niên nhìn trước mắt, Mặc Hành giả cười nhạt một tiếng. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn muốn đánh ra uy thế. Giống như những cường giả nổi danh kia, nhị liên thắng, tam liên thắng, thậm chí. Năm tháng liên tiếp, để cái danh xưng Mặc Hành giả này vang vọng Tinh Diệu Thành. Trương Huyền đưa tay, mời, hô, Mặc Hành giả chạy tới, dưới chân đạp trên bộ pháp đặc thù, bóng người lấp lóe trên lôi đài. Nhìn thấy đối phương ra tay, Trương Huyền lần nữa gật đầu. Thượng thương rất nhiều chức nghiệp khả năng không có tinh tế như danh sư đại lục, nhưng tu luyện giả lĩnh ngộ chiến đấu cùng khống chế võ kỹ, lại càng thêm cường đại. Tùy ý một cái. Đều hơn xa danh sư của danh sư đường, thậm chí chiến sư cũng kém xa tít tắp. Có thể làm được điểm ấy, khả năng có quan hệ tới thông thần ngọc phù, dù sao coi như chiến sư đường, cũng không có khả năng không tính toán bị thương một mực chiến đấu. Không thể thoáng một phát chiến thắng, nếu không đối thủ kế tiếp liền không dễ tìm. Trong nháy mắt trong đầu Trương Huyền có suy tính. Mặc dù chiêu số của đối phương huyền diệu, nhưng đối với hắn mà nói, không cần thư viện. Liếc mắt liền nhìn ra ít nhất 7-8 chỗ thiếu hụt, muốn chiến thắng, dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là thi đấu công khai,
một chiêu liền chiến thắng. Đối thủ trận thứ hai liền không dễ tìm, còn làm sao kiếm tiền gấp bội. Không có tiền, tổn thương không tốt, vừa thu đệ tử thứ 10, khả năng tối nay sẽ tạch. Rõ ràng điểm ấy, thân thể Trương Huyền run rẩy, tiến lên đón. Bành bành bành. Thời gian nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Vị thiên nhai này thoạt nhìn cũng không yếu a hát. Vừa rồi Mặc Hành giả thi triển không phải phá không cước pháp ư. Thánh vực nhất trọng có thể thi triển ra loại võ kỹ cấp bậc này. Đây là, phiêu nhứ trưởng, tại sao có thể có loại hiệu quả này? Hai chiêu diệu đến đỉnh phong, vậy mà đều bị thiên nhai tránh khỏi, là vận khí hay thật có thực lực? Chiến đấu bắt đầu, vốn người người đều cho rằng sẽ thiên về một bên, nhưng xuất hiện biến hóa làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó tin. Mặc Hành giả giống như trước đó dự liệu, vô cùng cường hãn, một chiêu một thức đều có uy lực đặc thù, nhưng thiên nhai đối diện, mặc dù chiêu số phổ thông, nhưng mỗi một lần đều có thể tránh thoát công kích, thậm chí còn dành thời gian tiến hành phản kích. Vậy thì đáng sợ. Nếu như nói là vận khí, không có khả năng mỗi một lần đều chỉ kém chút xíu, nhưng muốn nói thực lực. Lại nên mạnh cỡ nào, mới có thể làm thành thạo như vậy. Mau nhìn, thiên nhai muốn phản kích. Đột nhiên có người hô lên. Vừa rồi liên tục chiến đấu hơn 10 chiêu, đều là Mặc Hành giả chủ động tấn công, thiên nhai bị ép phản kháng, mà bây giờ thế cuộc thay đổi. Cái trước liên tục công kích không có kết quả, phập phồng không yên, người sau dần dần nắm trong tay tiết tấu chiến đấu. Chỉ thấy Trương Huyền vờ giơ tay trái, ngay sau đó tay phải bỗng nhiên đánh ra. Mặc Hành giả giống như nhìn ra chiêu số của hắn, cũng không trúng kế, tay trái tiến lên đón. Thời điểm song trường sắp tiếp xúc, tay phải Trương Huyền nhẹ nhàng phất một cái, tay trái từ trong tay áo đưa ra, trong lúc vô tình đã tới ngực đối phương. Vừa rồi vậy mà vẫn là hư chiêu. Chiêu số lấy hư hóa thực, xem như tinh diệu thành thành chủ cũng làm không được điểm ấy. Có thể làm được, trước đây ít năm, ta xem qua thành chủ thi đấu công khai, từng dùng qua chiêu này. Rõ ràng là hư chiêu, không phòng bị chính là thực chiêu, đề phòng chính là hư chiêu. Hư hư thật thật chỉ ở một ý niệm, chiêu số này, vô số người muốn học nhưng không làm được, ta luyện 3 năm cũng không có hiệu quả. Thiên nhai này lại trực tiếp thi triển ra. Thật đáng sợ, ta thu lời nói mới vừa rồi, thiên nhai này tuyệt đối là cao thủ. Tu luyện lấy hư hóa thực thành thạo như vậy, cái tên này, không phải thành chủ ngụy trang chứ. Làm sao có thể, ngoại hiệu thành chủ thi đấu công khai ta biết, căn bản không phải cái này. Lại nói. Chiến tích của thành chủ thắng được không biết bao nhiêu chàng, không đến mức ngụy trang thành một tiểu nhân vật a. Chiêu số lấy hư hóa thật, tuy nghe không khó, nhưng tinh diệu thành có thể làm được cũng không nhiều, một gia hỏa chưa từng nghe qua tên lại phát huy ra, làm sao không để cho người ta khiếp sợ. Bành! Liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng Mặc Hành giả tràn đầy máu tươi. Tuy người trong ngọc phù, sẽ không tử vong chân chính, nhưng sau khi bị thương, đồng dạng sẽ đau đớn, sẽ hộc máu. Đối với niềm tin của mình cũng có đả kích thật lớn. Ta thua. Biết tiếp tục nữa, sẽ chỉ thua thảm hại hơn, Mặc Hành giả trực tiếp thừa nhận. Vốn định một lần nổi danh, không nghĩ tới trận đầu liền thua. Trương Huyền gật đầu, sau đó nghe âm thanh của nữ tử phía bên ngoài vang lên. Là tiếp tục chiến đấu, hay lần sau khiêu chiến. Chiến thắng một trận, có thể tiếp tục, cũng có thể bỏ quyền. Trương Huyền mỉm cười. Tiếp tục tiến hành trận thứ hai. Chiến đấu mới vừa rồi, mặc dù có chút tiêu hao, nhưng không lớn, lần này tới tiến hành khiêu chiến kiếm tiền, tự nhiên không có khả năng cứ như thế ra ngoài. Rất nhanh, đối thủ thứ hai được an bài, lần này không phải lính mới, mà là một thanh niên giao đấu qua rất nhiều chàng, thắng bại không kém nhiều. Đối phương dường như biết vị trước mắt này lợi hại, vừa ra tay liền lao đến, thi triển đủ loại thủ đoạn. Trương Huyền liên tục né tránh. Là Hào Ly Bộ. Nhìn hắn tránh né. Phía dưới lần nữa kinh hô. Hào Ly Bộ, chính là né tránh công kích của đối thủ, mỗi lần chỉ kém chút xíu, làm như vậy có thể tiết kiệm thể lực, cũng có thể công kích tốt hơn. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ bị thương nặng. Tên này không chỉ thi triển lấy hư hóa thực, thậm chí ngay cả loại chiêu số này cũng dùng ra. Cái này không có mấy chục năm khổ tu là không làm được a. Đâu chỉ không làm được, có thể nói căn bản không hoàn thành được. Ta có một biểu ca. Sùng bái nhất chính là Hào Ly Bộ, tu luyện trọn 30 năm, thời điểm chiến đấu vẫn không dám dùng, cái này không riêng gì khống chế lực lượng tinh tế, càng quan trọng hơn là tâm cảnh bình tĩnh, có bản lĩnh Thái Sơn sụp ở trước mặt cũng không thay đổi,
nếu không căn bản không thể nào làm được. Không ít người đã nói không ra lời. Lấy hư hóa thực, hào ly bộ, chỉ bằng vào hai thứ này, thiên nhai tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Không biết dưới đài khiếp sợ, vị đối thủ thứ hai, Trương Huyền cũng không dùng thời gian quá dài, sau 10 chiêu nhẹ nhõm đánh bại. Nhìn thấy đối thủ lui xuống, tiếp tục trận tỉ thí thứ ba, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, đối với mình biểu hiện hết sức hài lòng. Hẳn là ngụy trang không tệ, người khác hẳn không nhìn ra thực lực cụ thể của ta, như vậy tranh tài liền dễ dàng hơn. Đè thấp thực lực, chỉ phát huy 1/20, nói thật. Vẫn là rất vất vả. Trương Huyền lắc đầu, lần nữa nhìn về phía đối thủ thứ ba đi lên, là một nữ tử áo xanh. Hết chương 3566. Chương 3567. Vứt kiếm. Nữ tử cũng rất nhanh bị thua. Trận thứ tư là một thiếu niên cuồng ngạo, đồng dạng không có kiên trì 10 chiêu. Thấy mình phát huy không tệ, người tham gia thi đấu công khai cũng không bởi vậy sợ hãi, Trương Huyền thỏa mãn. Đương nhiên, hắn cũng không biết, đối với người khác mà nói, khiêu chiến một lần 500 thông thần tệ mà thôi, giá cả thấp như vậy, có thể đổi lấy cơ hội cùng một vị cao thủ so chiêu, sao lại không làm? Có thể nói kiếm lợi lớn. Dù sao đánh như thế nào, bản tôn cũng sẽ không chết, tổn thất không quá nhiều. Sư huynh, người thấy thế nào? Bên ngoài bình chướng thủy tinh, hai bóng người dựa vào cây cột cách đó không xa. Nói chuyện chính là thanh niên áo xanh, trong tay ôm một thanh trường kiếm, con mắt xoay tròn, tỏa ra kiếm ý bén nhọn. Sư huynh đối diện hắn, đồng dạng tay cầm trường kiếm, kiếm ý trên người càng thêm nồng đậm, xem xét là cao thủ dùng kiếm. Mặc kệ Huyền Giang Thành hay Tinh Diệu Thành, đều ở trong phạm vi quản hạt của Lăng Vân Kiếm Các, luyện kiếm rất nhiều, không ít người tham gia thi đấu công khai, dùng đều là kiếm pháp. Lấy hư hóa thực, hào ly bộ, chứng minh hắn khống chế lực lượng đã đạt đến tình trạng cực kỳ tinh vi, so với ta cũng không kém quá nhiều, hẳn là một cao thủ. Sư huynh gật đầu, mỉm cười. Bất quá so sánh với đệ tử Lăng Vân Kiếm Các chúng ta, còn kém quá nhiều. Đúng vậy, lấy hư hóa thực, hào ly bộ, đây là nhập môn nhất định phải đạt được, rất nhiều đệ tử tạp dịch cũng có thể thi triển ra, cũng chỉ ở loại địa phương nhỏ này mới có thể dẫn tới khiếp sợ. Sư đệ nói tiếp. Hoàng Thao sư đệ, người đi báo danh, cho cái dạ oai phủ đầu. Sư huynh dặn dò. Yên tâm đi, trong vòng 3 chiêu, không cho hắn nhận thua, ban đêm mời người uống rượu. Luyện thêm 10 lần thông hư kiếm. Khóe miệng Hoàng Thao nâng lên. Không nên khinh địch. Còn chưa nói xong, sư huynh cười nhạo một tiếng. Là ta nghĩ nhiều, tốc chiến tốc thắng. Lần này cùng trưởng lão đi ra chọn đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch, thời gian dường như căng thẳng, đi vào thông thần điện, tương đương với bắt nạt người, bị trưởng lão biết, khẳng định sẽ trách móc. Bọn họ là đệ tử thiên tài của đại tông môn, chạy đến địa phương nhỏ tham gia mạng máy tính cục bộ. Giống như cao thủ đội trò chơi quốc gia, chạy đến quán net đánh dân mạng phổ thông, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Được. Hoàng Thao gật đầu đi tới. Một lát sau, báo danh ra, thành đối thủ thứ 5 của Trương Huyền. Mau nhìn tỷ lệ chiến thắng của Kinh Đào kiếm khách. 100 chàng, chỉ thua 5 chàng. Quá mạnh a. Loại chiến tích này quả thực kinh người, thiên nhai gặp được đối thủ. Vị này mang theo kiếm lên đài, khẳng định tỷ thí kiếm pháp. Vừa rồi chỉ thấy thiên nhai tay không chiến đấu, kiếm pháp thế nào liền không nói được rồi. Mỗi cường giả tham gia thi đấu công khai, tình huống tranh tài chiến thắng đều sẽ biểu hiện ở phía trên, Kinh Đào kiếm khách, 100 chàng chỉ thua 5 chàng, lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Trước đó cảm thấy cục diện thiên về một bên, lần nữa chia làm hai nhóm. Thiên nhai đại lão này, mặc dù vừa rồi đánh nhau tay đôi rất mạnh, nhưng sử dụng vũ khí, cùng không sử dụng là hai loại khái niệm. Đối phương mệnh danh kiếm khách, lại mang kiếm lên tràng, sức chiến đấu nhất định cực mạnh. Lấy kiếm đi. Đứng ở trong võ đài, Hoàng Thao ôm trường kiếm, thản nhiên nói. Được. Cũng không từ chối, Trương Huyền vẫy tay một cái, trường kiếm trên giá binh khí cách đó không xa bay tới, rơi vào lòng bàn tay, hàn mang âm u tĩnh mịch. Kiếm trong thông thần điện không có cấp bậc, chỉ là đồ vật dùng để diễn biến kiếm pháp mà thôi, không tồn tại khí linh gì cả. Trường kiếm của ta không ra khỏi vỏ, cho ngươi hai cơ hội xuất chiêu, nếu như ngay cả cận thân cũng không làm được, sẽ một kiếm đánh bại ngươi. Hoàng Thao thản nhiên nói. Thân là đệ tử Lăng Vân Kiếm Các, phong thái vẫn phải có. Trường kiếm không ra khỏi vỏ. Trương Huyền sững sờ, nhíu mày. Ngươi như vậy, sẽ chết. Làm càn.
Hoàng Thao sầm mặt lại. Động thủ đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội động thủ. Được rồi. Trương Huyền có chút bất đắc dĩ, trường kiếm trong tay lắc một cái, kéo theo kiếm hoa, thân thể cũng không động đậy, đột nhiên cong ngón tay búng một cái. Ông! Trường kiếm lập tức bay ra ngoài. Chiêu thứ nhất, vậy mà trường kiếm rời tay. Cùng người chiến đấu, kiêng kỵ nhất chính là vũ khí rời tay, có thể đánh trúng người khác cố nhiên không tồi, một khi không thành công, lại rời thân thể, tương đương với người khác có vũ khí, người tay không tấc sắt, Ưu Khuyết liếc mắt liền biết. Quá lỗ mãng. Cái tên này, là muốn chủ động nhận thua. Mọi người nhìn tỉ thí, tất cả đều sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Còn chưa bắt đầu tỉ thí, liền ném trường kiếm đi, thấy cũng chưa thấy qua. Mau nhìn, Thiên Nhai vậy mà xoay người. Thật sự a, có ý tứ gì? Không phải là thật muốn nhận thua chứ? Không có tinh thần thi đấu như vậy. Kèm theo kinh hô, cảnh tượng trước mắt càng thêm ly kỳ. Chỉ thấy thanh niên sau khi ném ra trường kiếm, liền xoay người giơ hai tay lên, giống như ăn mừng cái gì, chẳng lẽ? Còn không có so chiêu, liền biết đối phương quá lợi hại, trực tiếp nhận thua. Then chốt là nhận thua liền nhận thua, ăn mừng cái gì? Chẳng lẽ nhận thua còn quang vinh hay sao? Hoàng Thao ở trên đài cũng có chút choáng váng. Tên kia quăng trường kiếm ra, xoay người giơ hai tay lên, làm cái gì? Coi như nhận thua, cũng phải nói vài câu tràng diện a. Đang nghi ngờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng la dồn dập của sư huynh. Hoàng Thao không nên khinh thường, cẩn thận. Hoàng Thao sững sờ, vừa tập trung tinh thần, liền thấy đối phương tiện tay ném ra trường kiếm, chậm rãi đi tới trước mặt. Vừa mới bắt đầu rất chậm, thậm chí cho người ảo giác lơ lửng giữa không trung, nhưng đi tới địa phương cận thân 3 mét đột nhiên tăng tốc, tựa như một đạo hào quang, bao phủ hai mắt. Vội vàng buông ra cánh tay, muốn rút kiếm ngăn cản, nhưng sau đó liền cảm thấy đầu đau đớn kịch liệt. Phù phù, thi thể nằm trên mặt đất, đầu đã bị trường kiếm đâm xuyên. Hô, thi thể hóa thành điểm sáng, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có trường kiếm rơi dưới đất. Ở thông thần điện tử vong, sẽ không chân chính tử vong, nhưng ngọc phù sẽ vỡ vụn, triệt để mất đi tác dụng, tinh thần tiến vào bên trong cũng biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, chết một lần, chẳng khác nào ngọc phù vô dụng. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người choáng váng nhìn về phía đài tỉ thí. Vốn cho rằng thanh niên tay cầm trường kiếm sẽ cùng Thiên Nhai long tranh hổ đấu, không nghĩ tới người sau tiện tay ném kiếm ra, lập tức đâm xuyên đầu. Làm cái gì? Phần phật. Lặng im một lát sau, tựa như bùng nổ vang lên. Mặc dù vừa rồi nhìn không hiểu, nhưng hiển nhiên Thiên Nhai thắng. Thiên Nhai uy vũ, ta yêu ngươi chết mất, ta là fan của ngươi. Ta muốn sinh hầu tử cho ngươi. Chắc là vị kinh đào kiếm khách kia quá khinh địch, không nghĩ tới đối phương sẽ vứt kiếm. Còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, nguyên lai là cái trang bức, một kiếm cắm vào đầu, đồ đần cũng làm không được a. Còn 100 chàng chiến thắng tỷ lệ 95%. Ta nhìn chính là vai hề, tới chọc cười. Trong mắt mọi người, vừa rồi Trương Huyền vứt kiếm, bình thường không có gì lạ, người sau lại bị đâm chết tại chỗ, chỉ có một khả năng, đó chính là cái tên này quá yếu. Điều đó không có khả năng. Sư huynh dựa vào trên cây cột, bỗng nhiên đứng thẳng người. Vừa rồi đối phương ném ra trường kiếm, hắn nhìn ra không đúng, trong đó ẩn chứa kiếm ý, có thể giết chết Hoàng Thao. Làm sao làm được? Trong đầu không ngừng nhớ lại quỹ tích trường kiếm của đối phương, mồ hôi nhất thời từ trên đầu chảy xuống. Đối phương vứt kiếm, như linh dương móc sừng, vậy mà một chút dấu vết cũng không tìm được. Cho dù nhãn lực của hắn cũng nhìn không ra một kiếm này, làm sao chiến thắng. Chẳng lẽ phải đối mặt chiến, mới có thể biết. Nắm đấm siết chặt. Rất nhiều kiếm pháp lợi hại, chỉ có tự mình trải nghiệm, mới có thể biết mạnh mẽ, một chiêu này chỉ sợ cũng đạt đến loại cảnh giới kia. Nghĩ đến cái này, cũng không chậm trễ, nhấc chân đi tới, báo tên xong xuôi, xuất hiện ở trên đài tỉ thí. Vân Phi Dương. Nhìn về phía tin tức cách đó không xa biểu hiện, Trương Huyền nhíu mày. Vừa giết một vị kiếm khách, lại xuất hiện một vị cầm kiếm, chẳng lẽ chọc tổ ong vò vẽ? Tại hạ Vân Phi Dương, là tên, cũng là ngoại hiệu. Bàn tay Vân Phi Dương lắc một cái, trường kiếm xuất khiếu, trên thân kiếm lập tức hiện ra một đạo hàn khí mơ hồ. Động thủ đi! Thấy vị này không nói nhảm, tự luyến giống như gia hỏa vừa rồi, Trương Huyền lần nữa lấy trường kiếm tới, nắm ở trong lòng bàn tay. Còn xin sử dụng kiếm pháp vừa rồi.
Vân Phi Dương gật đầu. Hắn muốn tự mình cảm thụ một chút, kiếm thuật vừa rồi miểu sát sư đệ, đến cùng có loại uy thế nào, cũng nghĩ biện pháp phá giải. Kiếm pháp vừa rồi. Vâng, cái này, cũng được. Trương Huyền bất đắc dĩ. Vừa rồi là hắn tiện tay ném, không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, dù vậy cũng tìm quỹ tích thiên đạo, phù hợp tinh túy của thiên đạo kiếm pháp, mới có thể cắm vào trên đầu đối phương, để hắn bị mất mạng tại chỗ. Cái tên này, cũng muốn thử một chút. Chẳng lẽ cảm thấy đầu mình đủ cứng? Bất quá, mặc kệ mục đích của đối phương là gì, đã muốn quấn, không quan trọng. Lúc này trường kiếm trong tay sóc một chút, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Hô! Trường kiếm rời tay. Đến hay lắm. Đồng tử Vân Phi Dương co rụt lại, quát to một tiếng, trường kiếm trong tay múa thành kiếm hoa. Trong chốc lát, tiếng gió rít gào, kiếm ảnh tràn ngập, thân thể của hắn bị kiếm ảnh bao phủ, nước tát không lọt, mưa rơi không ướt. Thật mạnh! Cái kiếm pháp này quá nhanh. Mắt thường cũng không nhìn thấy, còn tấn công thế nào. Mọi người phía dưới từng cái con mắt trợn tròn. Kiếm pháp của Vân Phi Dương quá nhanh, hàn quang lập lòe, tựa như ở xung quanh thân thể sắp đặt ra một quang cầu đường kính hơn 2 mét. Loại phòng ngự này, đả thương cũng không đả thương được. Trong ánh mắt khiếp sợ, trường kiếm huyền phù trên không chậm rãi bay tới, chậm rãi đi tới khoảng 3 mét. Hô! Một tiếng gió nhanh chóng, sau đó biến mất tại chỗ, chui vào trong kiếm quang. Chuyện gì xảy ra? Không có chặn lại, hay đã ngăn lại? Nhìn trường kiếm mất đi tung tích, quang cầu vẫn xoay tròn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lấy nhãn lực của bọn hắn, căn bản nhìn không ra chuyện gì xảy ra trên đài. Tiếng nói còn không có kết thúc, kiếm quang hình thành quang cầu tiêu tán, ngay sau đó mọi người liền thấy, thanh niên vừa rồi kiếm pháp hơn người, trên trán ghim một thanh trường kiếm, xuyên qua đầu. Người đã không còn hô hấp. Bành! Thi thể té ngã trên đất, hóa thành điểm sáng biến mất. Lần nữa lặng ngắt như tờ. Hết chương 3567. Chương 3568. Biến cố. Tinh Diệu Thành, Phủ Thành Chủ. Hai thanh niên vừa nói chuyện, vừa đi tới sân nhỏ trước mắt. Vân Phi Dương cùng Hoàng Thao đang làm gì đó. Hai người này, vừa ra liền thần thần bí bí, cái tụ hội gì cũng không tham gia. Nếu như biết lần này có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, đoán chừng hối hận phát điên a. Bên trái một thanh niên mặc áo xanh cười nói. Cái tên này thân thể có chút cao gầy, như thân trúc, cánh tay thật dài. Bọn họ mới không hối hận, vừa đến liền mua hai cái thông thần ngọc phù, dùng tên giả cái gì kinh đào kiếm khách, chạy tới tìm người khiêu chiến. Thanh niên thứ hai có chút bất đắc dĩ nói, âm thanh có chút tráng kiện, hiển nhiên đối với cách làm của hai người, cũng không quá đồng ý. Khiêu chiến. Thanh niên thân trúc suýt chút nữa cười chết. Đường đường đệ tử ngoại môn của Lăng Vân kiếm các, chạy tới khiêu chiến thổ dân địa phương nhỏ. Còn muốn mặt không, thắng, cũng không có cảm giác thành tựu gì a hát. Thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Không nói cái khác, coi như Tinh Diệu Thành thành chủ, cùng chúng ta tỉ thí kiếm pháp, cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng, chạy tới khiêu chiến người bình thường. Soạt loại cảm giác tồn tại này. Bất đắc dĩ lắc đầu, thanh niên mặt chữ quốc cùng thanh niên thân trúc đã đi tới trước sân nhỏ, đẩy cửa đi vào. Ngay sau đó nhìn thấy Hoàng Thao đang ngồi ở trước bàn đá, hai mắt trừng trừng ngây người. Có phải giết tu luyện giả Tinh Diệu Thành, sợ chết khiếp, hô to anh hùng tha mạng hay không? Thanh niên thân trúc mỉm cười, đi tới trước mặt. Người từ trước tới nay có phong độ, lần này lại nhường mấy chiêu. Mặt chữ quốc cũng vỗ bờ vai của hắn. Thấy là hai người này, Hoàng Thao tràn đầy khó xử, chỉ mặt bàn trước mắt, âm thanh mang theo bất đắc dĩ cùng buồn bã. Ta, thua. Chỉ thấy trên bàn đá, một cái ngọc phù đặt ngang ở phía trên, đã vỡ vụn mấy khối. Người ở bên trong bị người giết. Đồng tử co rụt lại, hai người nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, tràn đầy khó tin. Bọn họ là đệ tử Lăng Vân kiếm các, thực lực đồng dạng, tuyệt đối quét ngang, vốn nghĩ qua diễu võ dương oai, lại bị giết. Làm sao không quá tin tưởng như vậy nhỉ? Người dùng kiếm. Mặt chữ quốc hỏi. Dùng. Hơn nữa bị đối phương một kiếm đâm xuyên đầu, ngay cả kiếm pháp cũng không kịp thi triển. Hoàng Thao muốn đào đất chui vào. Đồng dạng dùng kiếm, kiếm pháp cũng không có thi triển, bị đâm xuyên. Hai người đều cho rằng có nghe lầm hay không. Vân Phi Dương sư huynh còn chưa đi ra, hẳn là nhìn thấy ta bị giết, chạy tới cùng đối phương tỉ võ, chỉ cần hắn đi ra, hẳn là có thể biết tất cả. Biết bọn họ không tin,
Hoàng Thao nói. Phi Dương cũng đi, hắn là trong bốn người chúng ta, cực kỳ có cơ hội trở thành đệ tử nội môn, kiếm pháp cực mạnh, chỉ cần hắn ra tay, hẳn có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. An ủi một câu, ba người đồng thời đứng dậy, đi tới tiểu viện bên cạnh, vừa đẩy cửa đi vào, liền thấy trong miệng vị cường giả kiếm pháp kia giống như Hoàng Thao vừa rồi, nhìn ngọc bài nghiền nát, vẻ mặt mê man cùng đau buồn, thoạt nhìn có chút nghi ngờ nhân sinh. Ngươi, chẳng lẽ cũng bị giết? Khóe miệng co giật, mọi người vội vã đi tới trước mặt. Vị này chính là kiếm thuật mạnh nhất trong bốn người bọn họ, cũng bị giết, người động thủ nên mạnh bao nhiêu? Ta thi triển ra kiếm pháp lưu thủy vô ngân, nhưng không có chống đỡ được một kiếm kia, thật đẹp. Nghĩ tới kiếm pháp vừa rồi, Vân Phi Dương vẫn chìm đắm trong đó. Lưu thủy vô ngân, mọi người kinh hô, chiêu kiếm pháp này, ở trong hàng đệ tử ngoại môn của Lăng Vân kiếm các, được cho phòng ngự đỉnh tiêm, một khi thi triển, thân thể bao bọc bốn phía, vô luận công kích như thế nào cũng sẽ bị hơi nước dính lên, hoặc ngăn ở bên ngoài, hoặc thay đổi phương hướng. Cùng cấp bậc, không người có thể phá. Sử dụng ra chiêu này, không có chống đỡ một kiếm. Thật đáng sợ như vậy. Then chốt là bị giết, còn cho rằng kiếm pháp rất đẹp. Một bộ say mê, làm sao cảm giác giống như bị điên thế nhỉ? Ta muốn tới kiến thức một chút. Phi Dương, ngươi nơi này còn có thông thần ngọc phù chưa sử dụng không? Sau khi hết khiếp sợ, thanh niên thân trúc cùng mặt chữ quốc tràn đầy tò mò, cũng muốn kiến thức một chút. Sau khi ta tỉnh lại đã phái người đi mua, hẳn rất nhanh liền có thể cầm về. Vân Phi Dương nói, mỗi một thông thần điện, nắm giữ thông thần ngọc phù thuộc về mình, sử dụng cái này, có thể đi vào cái gọi là mạng máy tính cục bộ. Thời gian không dài, một người hầu vội vã đi tới, lấy ra trọn vẹn 8 cái. Một cái thông thần ngọc phù mấy vạn thông thần tệ, đối với Thiện Hiểu Thiên mà nói là khoản tiền lớn, nhưng đối với mấy thiên chi kiêu tử này mà nói, không tính là gì. Hô! Bốn người rất nhanh tiến vào tinh diệu thành thông thần điện, lần nữa tới trước mặt đài tỷ thí thi đấu công khai. Trận thứ 7, Thiên Nhai chiến thắng. Ta muốn tiến hành trận thứ 8. Vừa tới, liền thấy Thiên Nhai đã tỷ thí xong trận thứ 7, cũng lấy được thắng lợi. Trận thứ 7, chính là Mục Phong giả trước đó danh tiếng cực thịnh, cái tên này tốc độ cực nhanh, tựa như múa may theo gió, trên đài thấy không rõ hình bóng, có điều Thiên Nhai đạp một cái, liền đá trúng dưới háng của hắn. Sau đó, không có sau đó, còn có tiến hành trận khiêu chiến thứ 8 hay không? Bốn phía không có người trả lời. Tuy cùng cao thủ tỷ thí, có thể tăng lên thực lực của mình, nhưng vừa lên đài liền bị miểu sát, chênh lệch quá lớn. Cũng không có người nguyện ý lãng phí tiền. Ta tới. Đi lên phía trước, thanh niên thân trúc báo danh xong xuôi, đi vào đài tỷ thí. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Liên tục 7 chàng chiến thắng, tuy kiếm lời không ít. Nhưng vẫn không đủ mua đan dược, nếu không thêm trận thứ 8. Tiền không cách nào gom góp. Đứng ở trên lôi đài, thanh niên thân trúc quan sát tỉ mỉ thanh niên trước mắt. Hết sức bình thường, không có bất kỳ đặc thù gì, là hắn liên tục đánh bại hai vị sư huynh đệ. Vẫn dùng kiếm. Thấy tên này vừa lên, liền lấy ra trường kiếm, Trương Huyền hỏi. Thanh niên thân trúc gật đầu, trường kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng hô khẽ, đâm tới. Nghe Vân Phi Dương cùng Hoàng Thao nói, biết người trước mắt này là cao thủ, cũng không nói nhảm, trực tiếp tấn công. Bất quá, trường kiếm còn chưa tới, trước mắt lập tức xuất hiện một đạo quang mang rực rỡ, tựa như cầu vồng, lại như mặt trời mới mọc, chói lóa mắt, để cho người ta trầm mê. Bành! Thi thể nằm trên mặt đất. Khóe miệng thanh niên mặt chữ quốc giật giật. Trước đó còn cho rằng đám người Vân Phi Dương có phải phóng đại hay không, không nghĩ tới không những không có khoa trương. So với bọn hắn nói càng thêm cường đại. Vân Phi Dương phòng ngự, trong đệ tử ngoại môn được cho mạnh nhất, thanh niên thân trúc tấn công, tuyệt đối xếp ở phía trước, dù vậy ngay cả ống tay áo của đối phương cũng chưa đụng được, liền bị đánh chết. Đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Sư huynh, người có muốn đi lên thử một chút hay không? Hoàng Thao nhìn qua. Ta. Dừng lại một chút, thanh niên mặt chữ quốc cười khổ. Hai người bọn họ cũng không được. Ta khẳng định càng không được. Thôi đi. Thông thần tệ không là vấn đề, chỉ là trong đệ tử ngoại môn, hai cái cường đại nhất cũng không phải đối thủ, hắn đi lên, sẽ chỉ kết quả giống nhau. Tinh Diệu Thành, lại có cường giả dùng kiếm lợi hại như thế, chuyện này nhất định phải thông báo trưởng lão. Thanh niên mặt chữ quốc nói. Ừm. Hai người còn lại đồng thời gật đầu,
ba người rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, rời đi Ngọc Phù. Rốt cục tám vị, đâm chết thanh niên thân trúc, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng không ai dám khiêu chiến, để hắn thu vào giảm nhiều, không nghĩ tới cuối cùng lại tới một cái, không thể không nói, trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt. Lại đợi một hồi, không có người tiến hành trận thứ 9, Trương Huyền đành phải bất đắc dĩ đi ra lôi đài. Lần nữa trở lại quầy phục vụ viên vừa rồi tiếp đãi, vẻ mặt đã thay đổi. Động tĩnh lớn như vậy, cái tên này đã biết. Vốn cho rằng là người nghèo rất mồng tơi, gại yếu, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là cường giả lợi hại như thế. Trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh, thân thể có chút run rẩy, sợ đối phương thù dai, chẳng qua nhìn hắn một mặt hiền lành, cũng không vì chuyện vừa rồi tức giận, kìm lòng không được thở phào nhẹ nhõm. Thiên nhai tiền bối, người mua sắm một viên thanh dương đan, trong thẻ còn thừa lại 105.500 thông thần tệ. Rất mau thu tiền tỉ thí vừa rồi vào. Cùng tính tiền mua sắm đan dược, phục vụ viên vội nói. 10 vạn. Trương Huyền sững sờ. Tỷ thí tăng lên gấp bội, hắn thắng 8 trận, không nên chỉ có 25.500 thông thần tệ, mua sắm xong, chỉ còn lại 5.500 ư. Làm sao xuất hiện 10 vạn? Bẩm báo tiền bối, cường giả trận thứ 5 cùng thứ 6, kiếm trong tay là bọn họ mua sắm, sau khi bị giết, không có cách nào thu về, tự động bán cho thông thần điện, mỗi một chuôi đều giá trị 5 vạn thông thần tệ. Bởi vì là ngươi chiến thắng, cho nên giá cả tính ở trên thân thể ngươi, lúc này mới nhiều hơn 10 vạn. Phục vụ viên nói, mua sắm, kiếm của bọn hắn, thoạt nhìn cùng trên lôi đài không có gì khác biệt a. Những kiếm này đều thuộc tính tương đồng, sẽ không càng thêm sắc bén, làm sao đắt như thế. Thuộc tính là tương đồng, nhưng trên kiếm của bọn hắn có hoa văn đặc thù, vỏ kiếm màu sắc cũng không giống, chỉ riêng những thứ này, liền giá trị 5 vạn. Phục vụ viên giải thích. Khóe miệng Trương Huyền co giật. Nguyên lai nơi này cũng bán avatar như kiếp trước, hơn nữa giá cả cũng không rẻ. Thật hố người. Cũng đúng, người hư vinh đâu đâu cũng có tiền tự nhiên muốn không giống người khác, trên tu vi cùng thuộc tính không cách nào thay đổi, quần áo, vũ khí luôn có thể hiển lộ rõ ràng ra không giống nha. Ta mua đan dược, làm sao lấy ra? Lại không giàu dĩ những sự tình này, Trương Huyền hỏi. Tiền bối rời thông thần điện, chỉ cần tinh thần câu thông thông thần ngọc phù, truyền tống trận pháp phía trên sẽ kích hoạt, tự động đưa đồ vật mua sắm đến trước mặt. Phục vụ viên nói, như vậy quá tốt. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Đã mua đồ vật mua được, tinh thần khẽ động, thân thể hóa thành điểm sáng rời đi thông thần điện, sau một khắc, lần nữa xuất hiện ở trong tĩnh thất. Khoanh chân ngồi xuống, thông thần ngọc phù đặt ở trước mặt. Dựa theo phục vụ viên nói, tinh thần câu thông. Ông, một tiếng vang nhỏ, quả nhiên thấy một cái bình ngọc xuất hiện ở trước mắt, chính là thanh dương đan vừa rồi ở trong thông thần điện nhìn thấy. Nuốt vào, hẳn sẽ khôi phục. Mở ra bình ngọc, đặt đan dược ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền đang muốn nuốt vào, đột nhiên lòng bàn tay hơi lạnh, một cái hồ lô bất ngờ xuất hiện, miệng há ra, nuốt xuống đan dược. Ta sát, vẻ mặt Trương Huyền nhất thời xanh biếc. Hết chương 3568. Chương 3569. Thiện hiểu thiên tấn cấp. Cái hồ lô này, chính là gia hỏa trước đó một mực nương nhờ đan điền không đi, lần trước nhảy ra nuốt long huyết mà thần linh hoàng tế tự có được, bản thân tức sắp bùng nổ, lần này vậy mà sớm không ra, muộn không ra, lại nuốt đan dược chữa thương. Người quỷ chết đói đầu thai sao? Làm sao có một gia hỏa không đáng tin cậy như vậy? Tức đến thân thể run rẩy. Trương Huyền cắn răng. Phun ra cho ta. Hai tay nắm hổ lô, không ngừng dùng sức. Chỉ bất quá hắn bị thương nặng, lực lượng có hạn. Đã ăn, ta ị ra, người có muốn hay không? Hổ lô vặn vẹo cái mông. Ị muội muội ngươi. Nhấc lên hổ lô mạnh mẽ đập xuống đất, dùng sức đạp hai cước, lúc này mới tiêu tan khẩu khí, mở miệng cảnh cáo. Ta dùng đan dược khôi phục thương thế, lại làm loạn, tin hiện tại liền ném ngươi vào ao phân hay không? Người bị không gian phong bạo gây thương tích, trong cơ thể ẩn chứa vết nứt không gian, dùng đan dược này khôi phục thương thế. Muốn tới năm nào tháng nào? Nghe hắn nói muốn khôi phục thương thế, hồ lô khịt mũi coi thường, xoay đến càng mạnh. Người ý tứ, viên đan dược này không khôi phục được thương thế của ta. Trương Huyền cau mày. Thư viện không cách nào kiểm tra tình huống bản thân, bởi vì chân khí không cách nào vận dụng, cũng chỉ biết mình tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Đến cùng nặng đến loại trình độ nào, lại không hiểu rõ tình hình.
Thương thế phổ thông khẳng định có thể, nhưng không gian phong bạo tạo thành. Đan dược này ăn một sọt, hiệu quả cũng không lớn. Hồ Lô nói, cái kia, cần dược vật cấp bậc gì? Biết kẻ trước mắt này không cần lừa gạt mình, lửa giận tiêu tan một ít, Trương Huyền hỏi. Cần đan dược có thể trị liệu thương thế không gian, chẳng qua vô cùng thưa thớt, hơn nữa giá trị cực cao, căn bản tìm không thấy, như vậy đi. Loại đan dược vừa rồi này, người lấy thêm mấy cái tới, chỉ cần ta ăn no, sẽ nói cho người biết trị liệu như thế nào. Hồ Lô kiêu ngạo nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên trước mắt giãy giụa đi ra tĩnh thất, la lên. Thiện Hiểu Thiên, mua cho ta cái dao phay tới. Dao phay? Ta có cái hồ lô, muốn thay đổi thành cái muôi, cần dùng đao bổ ra. Búa cũng được. Trương Huyền nói. Được rồi, ta cho ngươi biết giải quyết như thế nào. Thấy hắn đùa thật, cầm một cái búa đi vào chém loạn, hồ lô cũng nhịn không được nữa. Thật ra thì, hỏi ngươi muốn đan dược, cũng không phải là ta tham ăn, mà là hiện tại lực lượng của ta rất yếu, cần dùng dược vật khôi phục một ít, mới có thể giúp ngươi trị liệu thương thế. Đừng có dở trò. Búa trong tay Trương Huyền đè ở trên hồ lô. Sẽ không dở trò. Hồ lô vội vàng gật đầu. Trương Huyền lần nữa trở lại thông thần ngọc phù, 10 vạn còn lại đều mua sắm thành thanh dương đan, hết thảy 5 viên, toàn bộ đưa tới. Hồ lô thôn phệ xong, ở một cái, lúc này mới lắc lắc đi tới. Chuẩn bị cái nồi lớn, đặt ta ở bên trong nấu, sau một canh giờ, uống nước bên trong, thương thế liền có thể khôi phục. Bắt người đun nước uống. Trương Huyền ngẩn ngơ. Còn có phương pháp trị liệu như vậy. Hồ Lô nói xong lười biếng nằm trên mặt đất. Không nhanh chút, ta liền trở về nghỉ ngơi. Biết tên này tính nước tiểu, nói trở về thật đúng là có thể sẽ đi. Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải lần nữa dặn dò Thiện Hiểu Thiên canh giữ ở phía ngoài. Chỉ chốc lát, đệ tử thứ 10 mang nồi cùng nước đi vào. Một bên bưng một bên nghi ngờ. Lão sư không phải nói muốn trị chữa thương thế sao? Lại muốn dao phay, búa, nồi hơi, đây là muốn. Ăn lẩu sao? Nghĩ đến cái này, nhịn không được mở lời. Lão sư, có cần thịt dê cùng cá viên không? Cần, ta để cho người chuẩn bị. Trương Huyền. Thật vất vả trấn an đệ tử, Trương Huyền ném hồ lô vào, cái tên này trôi lơ lửng ở phía trên, một hồi bơi ngửa, một hồi lặn, chơi quên cả trời đất. Nhìn đối phương vui vẻ, Trương Huyền che chán, không biết mình nghe nó đến cùng là đúng hay sai. Tại danh sư đại lục, hồ phong hoán vũ, đứng ở đỉnh phong nhất, đến nơi này, lại bị một cái hồ lô la lối om sòm. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tâm tắc. Mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Bảo vật của người khác đều là hô tới vung đi, cái tên này, một đầu đâm vào đan điền của mình, không kêu được, vừa ra liền ăn đồ ăn. Không có chút nghiêm chỉnh nào, thật không biết bản thân đáng tin cậy như vậy, làm sao lại làm ra một đồ vật không đáng tin cậy như thế? Một canh giờ thoáng cái liền qua, không cần bản thân vớt, hồ lô lần nữa chui vào đan điền. Lấy nước ra, Trương Huyền uống vào mấy ngụm, quả nhiên cảm thấy trong cơ thể mát mẻ, trước đó có chút đau nhức hóa giải không ít. Thật hữu dụng. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Vốn cho rằng đối phương là đang lừa bản thân, búa trong tay đã chuẩn bị xong, không nghĩ tới vậy mà thật có hiệu quả. Động hư hồ lô, bản thân liền dính dáng không gian, có lẽ có liên quan. Mặc dù biết động hư hồ lô này, khẳng định không phải động hư cảnh, nhưng nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên lý, đành phải an ủi bản thân. Chỉ chốc lát, uống xong toàn bộ nước, cái bụng tròn xoe, thương thế trong cơ thể cũng mắt thường có thể thấy được từ từ khôi phục. Không đến nửa canh giờ, chấn động toàn thân, băng vải trên người phân tán bốn phía, rơi xuống trên đất. Thương thế xem như toàn bộ tốt, chẳng qua thực lực còn không có khôi phục. Xuyên qua không gian thông đạo lưu lại thương thế. Giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng qua chân khí tiêu hao sạch sẽ, còn không triệt để khôi phục. Ngồi dưới đất, Trương Huyền cẩn thận cảm thụ khí tức thủy ngân bốn phía, lỗ chân lông toàn thân mở ra, chậm chạp hấp thu. Xì xì xì. Lực lượng rót vào trong cơ thể, chèn ép kinh mạch có chút phát nặng, chẳng qua không có cảm giác xé rách. Không nghĩ tới thương thế khôi phục, thân thể cũng thích ứng loại lực lượng này. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Hiện tại hắn vận chuyển là thiên đạo công pháp bình thường, cũng không phóng thích sát lục chi khí, ban đầu ở côn hư cảnh tu luyện, căn bản không chịu nổi, không nghĩ tới thương thế tốt đẹp, kinh mạch dường như cũng biến thành chắc chắn, dù có chút nặng, nhưng đã không trở ngại. Cô cục cục.
linh khí đi vào trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển, thời gian không dài, liền cảm thấy thuế biến thành chân khí, đi khắp ở trong người. Trong 3 ngày, hẳn có thể triệt để khôi phục. Cảm nhận được tốc độ linh khí hấp thu, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đi qua phong thánh, thiên địa chi sư, số lượng dự trữ chân khí trong cơ thể sớm đã đạt đến mức độ kinh người, lần này tiêu hao sạch sẽ, cho dù có thiên đạo công pháp hấp thu linh khí thủy ngân, cũng cần ít nhất 3 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua, chỉ cần có chân khí, dù chỉ có mấy đạo, tu vi cũng khôi phục tới phá toái hư không sơ kỳ, toàn bộ Huyền Giang thành, không có gì cần sợ hãi nữa. Lại điều chỉnh một hồi, trong cơ thể dự trữ trên 100 đạo chân khí, lần nữa gọi Thiện Hiểu Thiên vào. Lão sư, người khôi phục. Nhìn thấy băng vải trên người lão sư diệt hết, tinh thần cũng không suy sụp như trước đó, ánh mắt thiếu niên sáng lên. Đánh một quyền cho ta xem một chút, để cho ta xác định vị trí cổ trùng, sau đó giúp ngươi chém giết. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiện Hiểu Thiên vội vàng gật đầu, thi triển ra một bộ quyền pháp. Nhìn một hồi, Trương Huyền xác định vị trí, bàn tay bỗng nhiên đè ép xuống, lăng không điểm ra. Hô! Một đạo thiên đạo chân khí lập tức vào tới. Dọc theo kinh mạch chui vào trong cơ thể, sau một khắc liền đến địa phương cổ trùng ẩn thân. Xì 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 xì. Tựa như kịch độc ăn mòn, cổ trùng vốn đang nằm tràn đầy thoải mái, cảm nhận được cỗ lực lượng này, sợ tới mức lập tức trốn ra phía ngoài, còn chưa đi xa, lại một đạo chân khí vào tới, bọc nó lại. Thời gian không dài, hóa thành một đám nước mù. Ầm ầm. Cổ trùng chết, Thiện Hiểu Thiên giống như biến thành bóng bay, thân thể không tự chủ được bành trướng. Lão sư, ta làm sao vậy? Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dâng trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, sắc mặt Thiện Hiểu Thiên trắng nhợt. Ta trước đó đã nói, 10 năm qua, ngươi chưa hề ngừng tu luyện, nhưng tu vi không có bất kỳ tăng trưởng, cũng không phải không đủ cố gắng, mà thu nạp linh khí đều bị cổ trùng thôn phệ. 10 năm khổ công, thôn phệ bao nhiêu lực lượng, có thể tưởng tượng được. Trương Huyền cười cười. Hiện tại toàn bộ trả cho ngươi, tự nhiên sẽ cảm thấy bành trướng, đừng do dự, dựa theo bộ công pháp này tiến hành rèn luyện hấp thu. Ngón tay lần nữa điểm ra, thiên đạo công pháp bản rút gọn đi vào trong cơ thể đối phương. Không kịp nhìn kỹ, nhưng Thiện Hiểu Thiên biết lão sư chắc chắn sẽ không hại hắn, lập tức để chân khí ở trong người vận chuyển. Hấp thu cỗ lực lượng này, lập tức phát hiện không đúng. Bình thường thôn phệ linh khí, cần chuyển hóa, cần tinh luyện, thậm chí đủ loại thích ứng. Mà sau khi cổ trùng chết lực lượng chảy vào trong cơ thể, hoàn toàn không cần những bước đi này. Hình như vốn là của hắn, có thể rất nhẹ nhàng khống chế, thu nạp. Bản thân cái chân khí này chính là người vất vả tu luyện được, người khống chế lại, tự nhiên như cá gặp nước, hoạt động nhanh lên một chút, trước khi trời tối, có lẽ có thể hoàn thành, 10 năm khổ tu, nên đến được cảnh giới bình thường. Nhìn ra hắn khiếp sợ, Trương Huyền cười nói. Vâng. Không nói thêm lời, Thiện Hiểu Thiên vội vàng nhắm mắt lại nhanh chóng hấp thu. Ầm ầm. Kinh mạch trong cơ thể nhanh chóng mở ra, lực lượng đi khắp toàn thân, trước đó trì trệ không tiến, thánh vực lục trọng không cách nào tiến bộ, mắt thường có thể thấy được tăng trưởng. Thánh vực thất trọng, thánh vực bát trọng, thánh vực cửu trọng. Không đến nửa canh giờ, liền đạt đến thánh vực cửu trọng, hơn nữa tiếp tục tiến lên. Hắn không có thiên kiếp. Trương Huyền nhíu mày. Danh sư đại lục, đến thánh vực bát trọng sẽ dẫn tới động hư kiếp, thánh vực cửu trọng sẽ dẫn tới vũ không kiếp. Lúc đó hắn vượt qua, đều hao tốn công phu rất lớn. Vị đệ tử thứ 10 này, tùy tiện xung kích thành công, vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Hẳn là thiên đạo ở thượng thương càng thêm cường đại, loại cảnh giới này, lúc trước ở danh sư đại lục chỉ như tông sư, chí tôn, không đủ để dẫn tới phản phệ. Rất nhanh Trương Huyền liền hiểu được. Người bình thường ở thượng thương, trưởng thành đều có thể đi đến thánh vực cửu trọng, loại cảnh giới này liền xuất hiện lôi đình mà nói. Thiên đạo thượng thương còn không mệt chết. Đang miên man suy nghĩ, chỉ thấy Thiện Hiểu Thiên đã đột phá đến đại thánh. Ngay sau đó, kiến thần bất hoại, kim thân cảnh, tâm huyết lai triều. Cho đến đại thánh tam trọng đại viên mãn mới chậm rãi ngừng lại. Cổ trùng thôn vệ hắn 10 năm lực lượng, toàn bộ thả ra ngoài, vậy mà để hắn từ thánh vực lục trọng, trực tiếp tấn thăng 6 đại cấp bậc, thực lực tương đương thiết cầm. Hết chương 3569. Chương 3570, Lục Vân trưởng lão. Không tệ. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Vị đệ tử này, giống như Lộ Sung lúc trước, có được lòng kiên định cực kỳ mạnh. Không nói cái khác,
đổi lại những người khác, gặp thảm biến, khẳng định sớm đã cam chịu, triệt để lưu đày, mà hắn, dưới tình huống biết rõ không thể tu luyện, vẫn mỗi ngày thu nạp linh khí, chưa từng ngừng nghỉ. Phần nghị lực này, mới có thành tựu như thế. Bỏ ra mới có thể có được, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Lão sư, cảm nhận được lực lượng nối liền toàn thân, chân trái trước đó tựa như nham thạch khôi phục như lúc ban đầu, không còn ràng buộc, Thiện Hiểu Thiên cũng nhịn không được nữa, nước mắt cuồn cuộn chảy xuôi, quỳ rạp xuống đất. Bất kể nói thế nào, hắn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi. Vốn cho rằng, vị hôn thê từ hôn, nhất định bị khuất nhục, sau đó chết đi, không nghĩ tới vị lão sư trước mắt này, hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Hảo tâm có báo đáp tốt, người đã cứu ta, đây cũng là ngươi nên được. Trương Huyền cười cười, lần nữa nhìn tới. Thực lực ngươi đạt đến kiến thần bất hoại, vi sư lại truyền thụ một chút võ kỹ phòng thân. Chỉ có tu vi, không có võ kỹ, tương đương không có sức chiến đấu. Giống như Hư Trúc lúc trước, cầm 200 năm công lực, không biết sử dụng, không tính là cao thủ, một cái Ô lão đại liền để hắn luống cuống tay chân. Thấy ngươi một mực luyện kiếm, vừa vặn, vi sư vừa sáng chế ra một bộ kiếm chiêu, ngươi thử xem có thể học hay không. Thiện Hiểu Thiên từ 10 tuổi bắt đầu, trừ tu luyện chính là luyện kiếm, dù kiếm pháp không quá tốt, nhưng binh khí này sớm đã sâu tận xương tủy, không cần thiết đi thay đổi, lại nói, vừa rồi ở Thông Thần Ngọc Phủ sáng lập ra kiếm pháp, truyền thụ cho hắn cũng không tệ. Rất mau học kiếm pháp ảo diệu một lần. Lão sư truyền thụ chỉ có một chiêu, chính là ném trường kiếm ra phía sau, trải qua khống chế lực lượng tinh diệu, đâm vào sơ hở của đối phương, chém giết đối thủ. Thoạt nhìn đơn giản. Nhưng sau khi nghe qua mới hiểu được, muốn luyện thành, khó khăn chồng chất. Đầu tiên, phải tìm hiểu kiếm chiêu, lực lượng, kiếm ý của đối thủ, mới có thể liệu địch tiên cơ. Thứ hai, tốc độ cũng có yêu cầu rất cao. Hô hô hô, tuy khó khăn, nhưng bản thân Thiện Hiểu Thiên là người kiên nghị, một chiêu một thức, làm cẩn thận tỉ mỉ, sợ có một chút sai lầm, dẫn đến lão sư mất hứng. Thấy đệ tử vừa thu nhận, dù không có thiên phú như đám người Triệu Nhã, Viên Đào, Ngụy Như Yên, nhưng thắng ở cố gắng, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Luyện hơn một canh giờ, thấy hắn đối với chiêu kiếm pháp này có hiểu biết nhất định, lúc này hai người mới rời tĩnh thất. Tiếp tục giả vờ què. Trương Huyền truyền âm. Thiện Hiểu Thiên vội vàng khôi phục hình dáng trước đó, lết lết tiến lên. Tu vi đột phá, chân không chỉ tốt, chiều cao cũng tăng lên không ít, tuy không đồ sộ bằng Trương Huyền, nhưng không khác người bình thường, giờ phút này biết dụng ý của lão sư. Cố ý bị què, thân thể cong lên, không phải hết sức quen thuộc, căn bản nhìn không ra, từ thương hội một vào một ra, không đến nửa ngày, đã có chất biến cùng bay vọt. Giờ phút này, bên ngoài đã triệt để tối, Dịch lão chạy xe ngựa đến, nhìn rõ ràng hình dáng thiếu gia, nhịn không được sửng sốt. Vừa định nói chuyện, chỉ thấy thiếu gia lắc đầu. Rõ ràng ý tứ của hắn, Dịch lão cũng không nhiều lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cẩn thận dập đầu cho Trương Huyền, lúc này mới lần nữa đứng lên. Gọi hai người lên xe. Vốn thiếu gia muốn cứu vị này, hắn còn cho rằng có chút phiền phức, không nghĩ tới vậy mà mang đến cho thiếu gia tạo hóa nghiêng trời lệch đất. Lão gia, thiếu gia tốt rồi. Hốc mắt đỏ lên, Dịch lão tự nói một tiếng, không nói thêm lời, lái xe ngựa, nhanh chóng chạy như bay về Thiện gia. Bọn họ vừa rời đi, góc đường lập tức hiện lên mấy đạo nhân ảnh, tựa như khói xanh, thẳng tắp đi theo. Tinh Diệu Thành. Nghe nói không? Ngày hôm nay Thông Thần Điện tới siêu cấp cường giả, công khai khiêu chiến thi đấu, liên tục 8 chàng chiến thắng, bởi vì không còn đối thủ mới rời khỏi. Liên tục 8 chàng, Tinh Diệu Thành đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua cường giả lợi hại như vậy. Khoảng thời gian này, vừa vặn cao thủ Lăng Vân Kiếm Các tới thu nhận đệ tử ngoại môn, có phải là bọn họ hay không? Bọn họ ra sân không giả, nhưng đều bị người này tùy tiện đánh chết, hơn nữa đều là một chiêu mất mạng. Thật hay giả? Làm sao ngươi biết cao thủ kiếm các ra sân? Kiếm các tới 4 cường giả, không phải có một người gọi Vân Phi Dương ư? Hắn không có thay đổi dung mạo, cũng không dùng ngoại hiệu, còn thi triển ra kiếm pháp của kiếm các, kết quả. Một kiếm bị vị kia đâm trúng đầu, tại chỗ liền chết. Mạnh như vậy, cao thủ tên gì? Gọi, Thiên Nhai. Quả nhiên là tên rất hay, nghe xong liền biết, xa xăm bao la, sâu không lường được. Chẳng lẽ không phải nhai cọng lông? Tin tức truyền đi rất nhanh, Trương Huyền rời Thông Thần Điện chưa tới một canh giờ, toàn bộ Tinh Diệu Thành hầu như đều biết. Trong nháy mắt, Thông Thần Điện kín người hết chỗ,
Vô số cao thủ sử dụng kiếm đều trước đài ở tỉ thí chờ, hy vọng thiên nhai xuất hiện lần nữa, cũng để cho bọn họ mở mang kiến thức kiếm pháp chân chính một chút. Tinh Diệu Thành, Phủ Thành Chủ. Người Lăng Vân kiếm các tới, đều được an bài ở chỗ này. Tiểu viện rộng lớn, một lão giả đang tay cầm trường kiếm, chậm chạp vung vẩy. Động tác của hắn rất chậm, thoạt nhìn không có uy lực gì, nhưng mỗi một kiếm, đều cho người ta một loại cảm giác xé rách thiên địa, khí lưu trong viện bị trường kiếm khuấy động lên, không ngừng xoay tròn, tạo thành gió lốc. Trong viện trồng không ít hoa, cỏ cây, sau gió lốc, hoa cùng lá cây đều không có bất cứ thương tổn gì, nhưng giọt nước phía trên nhưng giống bị bốc hơi. Bỏ đi giọt nước, nhưng không làm hại hoa, phần lực khống chế này, quả thực kinh người. Hô! Ngừng lại, lão giả thu hồi trường kiếm, phun ra một ngụm chọc khí, tựa như lụa trắng lan tràn hơn 10 trượng, cuối cùng biến mất ở trong trời đêm. Vào đi! Rửa tay sạch sẽ, lão giả mở lời. Vừa rồi thời điểm luyện kiếm liền phát hiện, lần này mang tới mấy hậu bối, đồng loạt đi tới bên ngoài, nhưng bởi vì tu luyện nên không để ý tới. Kẹt kẹt! Đám người Vân Phi Dương, Hoàng Thao đi vào, đồng thời khom người. Bái kiến Lục trưởng lão. Vị lão giả này, chính là Lục Vân trưởng lão của Lăng Vân kiếm các chịu trách nhiệm thu học sinh lần này. Đi tới trước mặt bàn đá, Lục Vân trưởng lão ngồi xuống. Tới tìm ta có chuyện gì không? Rời tông môn, những người này đều giống như chim ra khỏi lồng, bình thường gặp hắn trốn cũng không kịp, đồng loạt xuất hiện ở bên ngoài viện, muốn nói không có việc gì, hắn cũng không tin. Bẩm báo trưởng lão. Vừa rồi Vân Phi Dương sư đệ cùng Hoàng Thao sư đệ, đi Tinh Diệu Thành Thông Thần Điện, cùng người tiến hành thi đấu công khai. Dừng lại một chút, thanh niên mặt chữ quốc tiến về phía trước một bước nói. Tâm tư của các ngươi ta có thể lý giải, học nghệ nhiều năm, muốn khoe khoang một chút, nhưng thân là đệ tử kiếm các, học tập kiếm pháp mục đích là vì tăng thực lực lên, phát triển kiếm thuật, vì tông môn tranh đến vinh dự, sớm ngày tiến vào nội môn, mà không phải cho các ngươi dùng để thu hút ánh mắt người khác. Thu hoạch được sùng bái. Sắc mặt Lục Vân trưởng lão trầm xuống. Cao thủ đến câu lạc bộ phổ thông, tự nhiên muốn bày ra mấy tay, thu hoạch ánh mắt của người khác. Nhưng làm như vậy thực sự quá ngây thơ. Vân Phi Dương, Hoàng Thao hơi đỏ mặt. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần này bỏ qua. Lục Vân trưởng lão khoát tay áo, đột nhiên phản ứng lại. Trước kia mang đệ tử ra, đều có loại tình huống này, không tính vi phạm quy định tông môn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ xông đại họa gì? Vân Phi Dương khó xử. Bẩm báo trưởng lão, vừa rồi ta đi vào thông thần điện cùng người tỉ thí. Thi triển kiếm chiêu Lưu Thủy Vô Ngân. Lưu Thủy Vô Ngân, đối phó tu luyện giả Tinh Diệu Thành, còn cần đến chiêu này. Xem ra gặp được cao thủ. Lục Vân trưởng lão sửng sốt một chút, bưng lên một cái ấm trà, rót đầy chén trà. Chiêu này, là năm đó ta quan sát Lưu Thủy, trong lúc vô tình sáng lập ra. Tuy đơn giản, nhưng ẩn chứa đại đạo ở bên trong, tu hành cực kỳ không dễ, người có thể thi triển, cũng xem là tốt. Đương nhiên, có thể ép người thi triển ra chiêu này, đối phương cũng coi như có chút thực lực. Thi triển chiêu này ra, đối phương hẳn triệt để không có cách nào, đẩy kiếm nhận thua a. Đặt chén trà ở bên miệng, uống một ngụm, Lục Vân trưởng lão ý cười đầy mặt. Hắn đối với chiêu số mình sáng lập ra, có tự tin tuyệt đối, tu luyện giả ở Tinh Diệu Thành mà thôi. Thi triển ra chiêu này, khẳng định là sợ tới mức cúi đầu nhận thua, không dám tiếp tục nói nhảm. Thấy trưởng lão tự chăm sóc mình như thế, Vân Phi Dương càng thêm khó xử nói. Ta thi triển ra chiêu này, hắn, một kiếm đâm xuyên đầu của ta. Phốc, toàn bộ nước trà phun lên trên mặt thanh niên mặt chữ quốc, Lục Vân trưởng lão trợn mắt lên. Ngươi nói cái gì? Ta, cùng hắn vừa giao thủ, liền thi triển ra chiêu này, sau đó. Tại chỗ bị đâm xuyên đầu, chết. Vân Phi Dương giải thích. Cái này, làm sao có thể? Lục Vân trưởng lão sắp điên rồi. Tuyệt chiêu phòng ngự lợi hại như thế, bị một chiêu phá giải, còn đâm xuyên đầu. Thật hay giả? Người kia am hiểu công kích. Thấy đối phương không giống nói dối, Lục Vân trưởng lão vội nói. Vâng, năng lực tiến công cực mạnh. Hoàng Thao gật đầu, hiện tại lòng còn sợ hãi. Nếu năng lực tiến công mạnh, chắc là dùng sai kiếm chiêu, Lưu Thủy Vô Ngân, phòng ngự không tệ, nhưng đối mặt tấn công tuyệt đối, chỉ cố thủ mà nói, đồng dạng sẽ xuất hiện sơ hở, giống như rút đao đoạn thủy, tuy nước tung tóe dưới thân đao, nhưng người sau vẫn bị chém đứt. Nghe được tấn công cực mạnh, Lục Vân trưởng lão từ từ khôi phục lại. Đối phó loại người này,
nên chủ động tấn công, sử dụng lưu tinh bộ phối hợp phá trúc kiếm pháp, hẳn là có thể nhẹ nhõm tới đối kháng, phá giải bị động cục diện. Cái này, bẩm báo trưởng lão, ta cũng cùng hắn giao thủ, vừa bắt đầu liền thi triển ra lưu tinh bộ phối hợp phá trúc kiếm pháp. Thanh niên thân trúc trên mặt ửng hồng. Cùng thiên nhai giao thủ, hắn vừa ra tay liền tấn công, dùng chính là hai chiêu số này. Cũng là vị trưởng lão trước mắt này sáng lập ra. Thế nào, có thế như trẻ tre, một lần đánh bại hắn hay không? Lục Vân trưởng lão lần nữa uống một hớp nước. Thanh niên thân trúc gãi đầu một cái. Còn chưa tới trước mặt, cũng bị bể đầu. Phốc, trên người thanh niên mặt chữ quốc lại ướt, tràn đầy u oán. Tấn công, phòng ngự đều bị đối phương một kiếm chém giết. Chén trà rơi trên mặt đất, Lục Vân trưởng lão đột nhiên đứng dậy. Hết chương 3570. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.